Cái dập ly mà phối với hoa là phải lấy liền. Cái này là màu vàng nhá. Màu vàng là quần là màu vàng luôn. Áo màu vàng đẹp quá. Màu vàng đi với quần màu vàng luôn này. Cái đai dập ly của nó rất là bự nha mọi người, đai dập ly nó bự lắm. Quần là ống suông nha. Quần là ống suông. Comment giúp em là kèm màu. Còn em đi thay màu cho khác coi không? Trắng của Bảo Ngân. Còn em đi thay màu không? Em thay cho mọi người coi màu vàng nha, màu vàng đẹp lắm. Cái đẹp quá. Cho em xem màu chị mặc với đồ chị xíu. Coi quần đi chợ đi. Coi quần đi chợ. Coi quần đi chợ là coi gì mà mi mà đi. Quần này nó mới quần đi chợ đó trời. Mấy bà comment cái gì vậy? Coi cái quần đi chị. Bà comment cho quần đi chợ đi lại bà luôn á. Nè, phong quần này thấy không? Cái xếp này bao đẹp. Mai để cái ghế xong mấy bà nhìn được ra thấy không? Đó, đẹp vậy ấy. Má lộng lẫy như công chúa nàng Bạch Tuyết vậy đấy. Cái áo đen phối chữ form rộng. Cái áo đen phối chữ trong kia kìa. Của chị Sushi. Đó, cái áo màu xanh á, giống cái áo màu xanh mà nó là màu đen á. Yeah, coi lại màu, ok. Má đẹp lắm. Cái má ơi, cái màu là xỉu á. Chết mẹ được cho cái quần nào của áo nào. Đây, set học em vừa thay ra nè. Em mặc là màu vàng nhưng mà một tháng set này xinh ha. Rồi cái này là set nâu. Quần màu đen. À, set này là đỉnh lắm luôn đó mọi người. Cái này là set đỏ. Hết rồi hả chị? Rồi hết rồi đó mọi người. Có mấy set nữa là hết à? Má ơi 129.000 hả? À đúng rồi. Rồi đưa cái trắng cho chị, trắng hết chưa? Hết chưa? Sao lâu lâu mấy chị kêu mờ, lâu lâu mấy chị kêu rõ mà em đứng đường đâu mà em lần mấy chị? Rồi rốt cuộc là xem có được hay không? Để biết mà like này, vậy hết set trắng một hả con không? Rồi còn một set trắng này. Vậy ai không có đỏ? Gì vậy Nhi? Nguyễn Ni không có đỏ đúng không? Nguyễn Ni không có đỏ nha. Hả? Cái phiếu thằng đi hai má. Hoài Thanh với Nguyễn Ni không có đỏ nha. Đổi qua màu khác thì em đi màu đỏ có set duy nhất à. Set trắng của Ái Linh. Tại cái hàng này hàng hiếm. Cái này là vải hàng sale á mọi người ơi. Vải này mà có 130 không ai dám làm hàng dập ly lên nha mọi người đâu. Thứ nhất là vải hoa này là hoa xịn. Hoa này mọi người nhìn cái vải hoa này, hoa bằng dệt bằng tơ chứ không phải hoa rẻ mà hoa em bán 80 mấy nghìn một cái áo đâu. Không phải hoa đó đâu nha. Hoa này hàng 200 mấy lần á. Cái hoa này vải may lên của nó, ví dụ như mà may lên cái đầm nó phải tầm 200 mấy đó mọi người. Đây là vải nó rất là cao. Vải này mà có 130. Cái này là màu trắng. Cái này là màu nâu. Cái này là màu nâu. Nó là màu màu vàng vàng, màu cam cam á. Đọc là màu nâu đi cho dễ phân biệt. Rồi cái này màu hồng và màu em là mặc màu vàng nha. Huế la lên địa chỉ hết đỏ rồi. Cái này em đọc là màu trắng á mọi người. Không, không lấy em cái set dưới. Set này. Rồi cái này ghi dùm em nha. Cái này ghi dùm em là màu trắng. Cái này đừng ghi là màu đỏ. Em đọc là màu trắng á. Tại vì nãy có một cái set đỏ kia nó khác. Em sợ mấy chị lộn màu. Em đọc cái này màu trắng. Nói set này xinh ha. Rồi nè. Rồi ghi dùm em nha. Set trắng. Em còn có 4 set thôi. Comment giúp em màu. Má cái này mà like buổi trưa lúc trưa ha. Chốt không kịp chốt luôn mấy bà. Buổi trưa em like mấy cái set này là kinh khủng lắm á. Trần Huyền lên địa chỉ. Tại buổi tối Đoàn Văn Ế nó vậy á. Comment giúp em lại màu nhá. Comment giúp em lại màu. Bây giờ xem có gì giờ trời.
khách đứng đơ một dòng xong cũng dám like gì luôn á. Tôi lại chỉ mấy cái set lúc trưa đi cho cái áo kìa, áo 79.000 đó. Huyền Trần Lâm là set hồng hoa trắng màu heo sữa. Nguyễn Huyền lên địa chỉ, Nguyễn Huyền lên địa chỉ giùm em nha. Nguyễn Huyền với lại là Trần Huyền lên địa chỉ. Huyền, hai Huyền. Còn set trắng không chị? Hết rồi đúng không? Đưa cho em cái set trắng bước qua cho ấy. Không, trắng trắng. Ý nói đưa set trắng qua bước qua cho con kia nó bấm. Trần Huyền là lấy màu gì? Set hồng của Trần Huyền. Huế la cho có cái gì đâu mà đổi em ơi. Chỗ nào cũng có số điện thoại địa chỉ. Set hồng còn không? Hết luôn hả? Rồi, em còn hai màu. Còn vàng với nâu. Em mặc màu nâu đi. Màu nâu đẹp. À, cái hoa này nó đẹp ghê. Có quần đùi hông em ơi, nó có quần dài à, không có quần đùi, nó có quần dài thôi bé. Mắt màu nâu em dơ lên cho mọi người xỉu á, đợi em xíu. Mắt hồng mi nhìn ghê quá mọi người, nó còn có ba cọng mi à. Chị kêu hết đỏ thì lấy nâu. Chị Huế la cho em, chưa cho em địa chỉ mà, đã cho em số điện thoại địa chỉ đâu chị Huế ơi, phải có số điện thoại đó thôi. Màu nâu thì trời. Các bạn nhìn cái form set đẹp không? Mặc lên set này là đi uống trà sữa với trai là chết. Rồi comment giúp em nha. Màu nâu. Cái này em nói nãy đọc màu nâu đúng không ta? Màu nâu này, màu vàng với lại là màu hết hả? Nâu với vàng hết. Còn nó 3 set à? Ai lấy thì comment lại. Bà nội. Trắng hồ kẹo bi. Có quần jean đùi. Quần jean đùi có. Có luôn, đáp ứng luôn. Này chơi tới luôn, còn nó 30 phút rồi. Chơi đi mọi người. Rồi, ai lấy thì ghi giùm em nhé. Còn riêng thì chỉ có hàng sale thôi, không có hàng mới. Hàng mới hết rồi mọi người. Rồi, comment giúp em. Màu vàng em vừa thay ra, còn này là màu nâu. Cái màu này đẹp quá. Xinh quá. Trời ơi, tại sao nó có thể xinh được vậy ta? À, sao bắt tay mình bự vậy trời. Rồi, comment giúp em nha. Màu nâu với màu vàng hết rồi, còn mấy set chỉ đang cầm thôi đúng không? Rồi quần jean. Quần jean giùm em. Bao nhiêu em? 100, xe 115.000 SML. Cái quần này là quần Mickey 140.000 đó. Áo khoác đen với xám của Nguyễn Ni. Áo khoác đen với xám. Xe nhưng mặc có 130.000 nè. Rồi em bỏ tóc đây. Mới chỉ có cái form áo của set này. Đẹp không? Cái quần là quần dập ly dung bán xưa giờ mọi người còn biết nè. Cái quần mà nó đi chung với lại là cái gì ta? Cái set yếm á. Mà cái này nó phối với áo hai dây nó đẹp lắm. Em chưa bao giờ bán set này luôn đó mọi người. Nguyễn đi rồi, Nguyễn đi nhiều lắm á. Nguyễn đi đi cọc đi, mới khách vô mà quất hẳn 6-7 set rồi. Vút một, à bên kia có. Chị vút qua bên kia hết đi. Còn hai màu vàng với nâu thôi. Set nâu của Hoàng My. Nguyễn đi cọc hộ em vào số tài khoản em có kim ở dưới ấy chị. Quần này là chuẩn hàng 200+ luôn nha mọi người nhá. Đây, em cho mọi người coi. Set vàng của Như Dương. Set em mặc là màu nâu. Quần này là quần Mickey nha. Set nâu của Nguyễn Tuyền. Ủa, set này lúc này được mấy ri ta? Set em đang mặc á. Rồi comment giúp em nhá. Quần này quần Quảng Châu á mọi người. Quần Mickey theo á. Quần đang hot lắm luôn á. SML nhưng mà 140 em sale còn 115. Còn đủ size, có đủ co giãn nha. S, M và L giùm em. Mọi người nhìn cái form quần đằng sau mọi người biết hàng xịn này. Quần mà đi theo chữ V này thì form rất là đẹp. Đẹp lắm. Hôm qua em mặc cái màu đen đẹp ơi là đẹp luôn á. Nhìn qua là biết hàng đẹp ha. Đấy, quần xịn có 115. Ra số có hẳn 200+. Quần này ra số không bao giờ đủ tới được dưới 200 luôn á. Dám khẳng định mà mọi người nhìn cái lưng quần này. Đẹp không?
lưng quần nó may rất là xịn sò luôn, SML. Cái này để trưa mai em phối với lại là áo cái thun phông rộng. Lấy Huyền quần đen size S của Huyền. Phương Lê có đơn hàng bị bom về, bị hoàn về này chị ơi. Quần này em thề với mọi người luôn. Ê, được rồi, chị mặc với lại là 55kg size L nhá. Đưa chị mặc cái áo phông rộng á, màu trắng á. Rồi chị mặc cho set này mà coi. À, mặc cái... Ê, cái này hôm qua chị để cái màu đen, hình như đứa nào cất rồi đúng không? 5 món mà chị... Ừ, 5 món rồi đó, Nguyễn Ni ơi. 5 món rồi đó, Ni ơi. Đi đi cọc dùm chị với. Á, xin nha. Á, chị cần đơn giản vậy thôi á. Không cần cầu kỳ luôn ấy. Má mặc lên là xỉu luôn. Em mặc cho mọi người cái set này là mọi người ấy, xỉu ngang luôn này. Em không có về cọc thẻ chị. Set mặc có màu hồng. Hết hồng rồi đúng không? Còn hồng không? Hết hồng rồi mấy chị ơi. Còn màu em mặc là màu nâu với màu vàng thôi. Lấy màu nâu chị đang mặc nè. Đẹp cũng chết. Ai mặc thôi nha chị. Lấy màu nâu đang mặc đi mọi người. Màu nâu đang mặc đẹp lắm luôn đó. Còn màu vàng. Vàng cũng đẹp. Nâu với vàng mọi người ơi. Đây mọi người, đứng như mọi người coi phong quần. Lấy hồi trưa rồi mà. Đây mọi người, cái này nhá. Comment giúp em kèm màu. Cái này mặc size S cho mọi người coi á. Cái này đẹp quá. Cái áo này xinh lắm luôn đó mọi người. Cái áo form rất là xinh. Áo này sale 79.000 hả? Hả? Cái gì ở dưới cười vậy? Rồi comment giúp em, đưa cho em hai cái màu áo chị. Áo là 79.000 form rộng dấu quần á. Mà tại em mặc cho mọi người đóng thùng vô, mọi người coi form quần. Cái form quần này 115.000 em nói mọi người cầm lên mọi người xỉu á. Tại quần này là quần em sale hàng niêm Quảng Châu á. Nó có rất là ít à. Áo nè 79.000. Rồi 79.000 kèm màu áo trắng. Cái này là màu đen. Áo phủ tim á 79.000 màu trắng màu đen với sọc. Này mà mặc với quần này nữa thì cũng xỉu luôn. Trời ơi, áo này là form rộng dấu quần nha. Mà dùng đóng thùng lên cho mọi người nhìn đó. Hai màu. Quần là hai màu, bạn nào hỏi quần sọc này lên. Tôi lên quần sọc với bạn đứng im vậy. Tức cái nha. Lấy quần sọc lên mà không lấy là chết á. Quần ôm hay rộng. Quần đùi thì làm gì có ôm hay rộng được ta. Sao phải hỏi mấy cái câu khó trả lời vậy. Quần này làm gì có ôm hay rộng em. Thương má. Quần sọc rin làm gì có ôm hay là rộng là sao? Không hiểu. Quần sọc rin nè. Nhìn cái form màu chị. Ba áo của Phượng. Không hiểu luôn ấy. Em hỏi chị không biết trả lời sao luôn á. Quần rin mà đâu phải quần dài đâu. Quần rin đùi không phải quần dài đâu. Áo này em thấy mọi người 79.000 rồi. Mà cái vải nhìn xỉu ngang luôn á. Vải ngoài nó đẹp lắm luôn. 79.000 ba màu. Cái áo này mọi người có thể mix với tất cả, mọi người có quần legging mọi người mix vô cũng đẹp. Quần ống ôm, quần dài mọi người mix vô cũng đẹp. Khá đẹp xỉu. Set trơn ngủ này màu môn còn không? Áo trắng chị mang của Phương Thí. Set trơn ngủ này set màu môn lúc này có người lấy cho em. Có người lấy rồi đó chị. Set lúc này có người lấy rồi á. Rồi comment giúp em kèm màu nha. Cái này là màu đen. Màu sọc và màu em là màu trắng. Quần thì có 3 size S, ML và 2 màu. Quần là kèm size kèm màu, em chưa hiểu sao cái quần này lên mà khách bị sửng hết ta. Quần này đẹp muốn chết luôn á. À, quần này đi ra kiếm là 200 mấy một quần đó mọi người. Cái lúc em về quần sọc thì không mua nha. Tới khi em không có về quần sọc. Ủa cái kia là cái gì ta? Cái xe cái đó là cái gì ta? Áo đen với áo sọc của Thu Vi. Ok Thu Vi. Các cái áo này đẹp ghê. Cái đầm này
lên tí, đầm này để trưa mai đi. Á, đầm này trưa mai mà like sướng lắm luôn á. À, quần bao nhiêu cái? Quần là xe 115 á chị. Quần này là hàng Quảng Châu 140, xe 115.000. Vải đẹp ha. Rồi má, đồ toàn đồ vải đẹp xuất sắc luôn hết trời. Ba lúc trước em nhận cái đơn 2 triệu mấy mà đưa mở ra cho mấy đứa này coi toàn là cái 300 mấy 400, mấy đứa kêu là thiệt á, nhìn giống như người dẻ luôn á. Nhìn gớm thiệt luôn đó chị. Má mua đồ Quảng Châu á, má em thề mọi người, cái 308, cái 400 mấy á mà nhìn không bằng một góc đồ em bán có trăm mấy rồi đó. Thiệt á, em tức cái lòng ngực. Đưa em cái set sơ mi đi. À, set nơ trước đi chị. Đó, đó, đấy, sau đó, ừ. Thề luôn á. Áo phông rộng giấu quần nha chị ơi. Nè, áo phông rộng á chị. Đó. Xin nhau. Quần nhạt size L Wendy Nhi. Áo này là phông rộng á. Em mà tháo ra như vậy là mặc phông rộng luôn mấy chị. Đó, mấy chị chỉ cần như thế này thôi. Ây da, cái thằng mẹ này. Đau quá. Nè, em chỉ cần như vậy thôi là em đi nhậu tới sáng em không thấy bụng đâu luôn đó mọi người. Đó, mọi người cứ đi nhậu nhẹt đó, đi chơi đâu là cứ mặc như vậy cho em xinh không? Mang cái túi, túi này thì bỏ được tiền thôi. Xinh không? Cái này là phong rộng dấu quần như thế này nè, mọi người đóng thùng lên cũng được. Hoặc mọi người như thế này cũng đẹp nè. Em chỉ mọi người mặc nguyên cả set này không đẹp, em không lấy tiền luôn đó. Đó, xinh không? Đẹp như vậy á, chứ không phải là chuyện thường đó mọi người. Xinh không? Quần này mọi người đừng thấy ngắn nha nè, tại em lật lên á. Đó, form của nó như vậy không có ngắn. Tại muốn ai muốn hở hở mong tí xíu cho trai theo thì mọi người bắt lên như thế này một tí xíu cho trai nó theo. Còn em có chồng rồi không ma nào theo hết á. Đó mọi người, áo là có 3 màu. Má cái áo này nó đẹp. Áo đẹp kinh khủng. Túi không có bán, chỉ set ngố dây xanh min dư set nào không? Ngố dây mà xanh min là set nào? Rồi comment giúp em kèm màu nha, 3 màu. Quần S đang mặc của Hoàng Hoa, Nguyễn Hoàng Hoa. Áo có 79.000 à. Áo em sale có 79.000 à. Tôi nói với bà rồi, tôi mặc cái áo này với cái quần jean này tôi nhịn mặc mà tôi thấy đơn giản nó đẹp lắm luôn á, thiệt á. Mấy bà đi mua đầm điệp gì cho nhiều vô chứ mấy cái này là mấy chị phải mặc thường xuyên lắm. Đầm thì mấy chị lâu lâu mới mặc thôi. Hoặc là cần đi tiệc hoặc cần đi đâu chứ còn cái này là mấy chị mặc trường kỳ luôn á. Cái áo thun phong rộng em nghĩ là ai cũng cần hết á, chứ không phải là riêng mỗi mình một hai mấy chị đâu. Còn cái quần này thì mặc lên với cái áo này quá đỉnh luôn. Nãy em đã đóng thùng như mấy chị rồi. Nó xinh lắm luôn á. Cái áo là nên lấy. Cái áo mà thể đi cùng cái quần nha mọi người nha. Nãy em đóng thùng như mấy chị coi lại. Nó đẹp. Đẹp lắm luôn á. Hình như là hết rồi em ơi. Hết rồi hay sao? Má giờ đứng. Đứng này chắc chết mọi người. Quần size M kèm màu giúp em. Má đóng thùng đại đi. Đó, đóng thùng là cũng đẹp thấy không? Xinh chưa? Quần hai màu size S. Trời má ơi nó dính. Quần Hành Nguyễn chắc quần dung mặc á. Mọi người ơi, quần có hai màu nha mọi người ơi. Nè, con Mickey theo hàng Quảng Châu nè mấy bà. Trời mấy bà không có nghe tôi. Thấy quần phong đẹp chị ha. Hai màu đẹp. Ừ. Má cái màu nó nhã ơi là nhã luôn, nó thề luôn. Má áo của Thu Anh Nguyễn, Hành Nguyễn màu chị mặc á. Túi gì đợi lúc nào biên mà nó đợi em tầm khoảng chừng tuần 2 tuần đi biên mà nó đỡ kẹt thì em mới có hàng túi về mọi người. Mọi người thấy lâu lắm em đâu có bán túi đâu, tại vì biên nó bị kẹt á. Ok Hành Nguyễn. Hành Nguyễn là quần dung mặc á. Màu dung mặc á. Quần nó có hai màu. Màu này là màu xanh. Má mấy cái màu xanh bao đẹp luôn á này. Màu xanh, màu dung mặc là màu đen. Đi với áo là xỉu ngang luôn. Comment giúp em nha. Quần đùi hai màu size S của Yến Như. Ủa Yến. Yến Như hai quần size S. Ủa quần hết rồi hả? Vậy ai không có size S? Hôm qua chị thấy 20 ri mà. Không có hả? Chết mẹ chứ ai cũng hai quần xe S, hai quần xe S đâu ra. Cám khảo Hoài Thương còn xanh xe S không? Ai có xe S thì bấm trước đi một màu như mấy chị nha. Cám khảo Hoài Thương. Em hết rồi, đổi qua size M đi. Quần này nó không co giãn nhiều, mấy chị có thể đổi qua size được nha mọi người nha. Ví dụ ai mặc S thì có thể mặc M được. Cái này Dung dám khẳng định luôn. Nhưng mà dưới 46kg là không thể mặc M. Trên 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
thì lại cười ra. Gì? Ra đi vô là cười vậy? Mà ý gì vậy? Chị Ngân làm đối đội hình nha. Chị Ngân cứ ngồi ở dưới sau nhìn lên nè. Sọc trắng, sọc với trắng của chị Thi Bảo ghé lấy. Hình như là cám gạo Hoài Thương với ai chỉ có một cái màu xanh size S thôi. Vậy còn hai màu cám gạo Hoài Thương bỏ ra đi. Xả cái vỏ Hoài Thương lấy hai cái size M. Hai màu. Quần này là ai không mặc được size S là mặc được size M giùm em nhé. Vừa chắc chắn cho mấy chị đẹp luôn, không còn đi chiết luôn á. Trời trời má ơi cái áo màu xanh này. Xinh ha. Đẹp hả? Xinh. Rồi comment giúp em nha. Áo ba màu mấy chị. Màu đen nó không dám mặc, màu đen nó có hai ba cái hả? Màu đen thì khỏi mặc đi, tại vì màu đen em nghĩ ai cũng hợp hết á. Nói chung là ba cái màu này, ba cái màu áo này là mấy chị dễ mặc nhất. Sọc trắng với đen đúng không? Sọc mà không phải là cái dạng sọc phải là mập người, sọc nhìn nó nhỏ xíu người luôn á. Chị chuyển khoản đi rồi em bán gì ơi, đã vô danh sách bom hàng chồng em chửi em á. Chồng em kêu là mấy cái con bom hàng vừa mà không có chị kêu cọc là chồng không bán đâu. Chồng em la mọi người ơi, chồng em dữ lắm, em sợ chồng em hôn trai em nữa nên chồng em không cho bán, em không dám bán luôn. Chồng em hắt xì hơi em không dám lên tiếng luôn, ho he luôn mọi người, em sợ chồng em lắm. Nên mọi người á làm ơn, chồng em dữ lắm mọi người. Nên là chồng em kêu là vợ mà bán cho mấy con bom hàng là sau này chồng không nhập hàng, vợ tự đi nhập hàng đi. Nên mọi người phải thương em, chồng em cảnh báo em rồi. Rồi comment giúp em nhá. Màu đen, màu đen, màu sọc trắng. Một sọc cho Yến Như. Trời ơi, lấy một cái áo sọc về phối với 8.000 cái quần. Lấy một cái quần về phối 8.000 cái áo. Này cái phong quần này đẹp ha. Xỉu luôn. Ủa còn cái chị mặc này có ai, của ai? Có hộ mặc của ai? Một sọc đen của Mít Ngọc. Bây giờ đó Yến đúng không? Áo sọc của Nguyễn Nhung. Lô La Trần hả? Bỏ một cái phiếu ra đi. Mít Ngọc là một sọc với một đen. Chị Nguyễn Nhung là một sọc. Ok tình yêu rồi. Ai lấy nữa ghi giùm em nha. Áo này đẹp ha mọi người ha. Cái áo này mọi người đừng có phân biệt với hàng một bốn mấy nghìn nha. Tại vì hàng bốn mấy nghìn y chang luôn. Nhưng mà giặt lên mai muốn nó xỉ xuống dưới chân luôn á. Là cái áo đó là hàng xưởng rẻ may lên á. Cái đó em lấy vô có 25.000 cái à. Em không bán hàng đó. Cái hàng này là giặt nó không bị xể xuống này. Mọi người đừng có nhìn vô. Tại vì nhiều chị không biết phân biệt cái hàng á. Mai mốt là mấy chị giặt cái áo đó, mấy chị mua có 45.000 mà mấy chị về giặt xể tới dưới đít luôn á. Rồi lên xét ngối mấy chị nha. Nên là tiền nào nó đi với của đó thôi mọi người. Tiền nào cái này để trưa mai được. Hoặc là em suy nghĩ lại rồi. Trưa mai tám mấy người coi em không dám lên. Nên là xỉ với khách luôn á. Rớt mọc. Đây xét ngố. Nên là mấy chị tiền nào đi với của đó giùm em nha. Hàng của em 79.000 là so với hàng 160 chứ không phải hàng mấy chục nghìn đâu mấy chị. Nên là mua hàng phải thông minh chứ cũng thấy giống mẫu mà tại sao hàng hot girl 300 mấy mà hàng nó có những hàng người ta nhái lên có mấy chục nghìn là vậy chứ mọi người. Lưu ý chứ mọi người ơi. Còn xé áo thun quần thủ cộng không chị? Còn nha em ơi. Đây mẫu này. Áo ơi xé này ai lấy thì chốt lại. Thôi xinh quá. Nó mặc mấy cái xé này nó cứng. Em thích xé ngố lắm mọi người. Màu của em kim màu lên giùm chị đi. Có 2-3 màu. Đen, vàng với lại là trắng. Trắng quần hồng đẹp lắm. Giờ em xem xét cho Free 2 giây. Bác cái set này ai chốt nhanh thì còn nha. Set này đẹp lắm. Thôi đưa chị cầm cho nó lẹ em ơi. Để kim nó mai quá. Ghi là set này ghi em là set vàng. Bao nhiêu ta? 125.000. Cái này hàng sale có 125 thôi hả? Cái vải thì thôi rồi mấy má. Cái vải là đẹp hết phần luôn á. Áo trắng là quần màu hồng.
Cái này là áo cam thì quần cam thì áo màu màu vàng. Cái này là áo đen thì quần màu nu. À, xe này đẹp quá mọi người ơi. Rồi cái này là áo đen quần màu hồng. Comment đúng màu giùm em nhá, có 125.000 thôi. Vải không đẹp không lấy tiền đâu mọi người, túi là túi zip hàng xịn nhá. Xếp mố cao cấp. Ai lấy xếp thì ghi giùm em nhá. Xếp thổ cẩm đấy, còn mấy xếp là tí em dơ cho. Comment giúp em kèm màu giùm em nha. Áo đen quần hồng. Áo đen quần nu. Áo đen quần nu. Rồi áo trắng quần hồng. Áo trắng quần hồng. Có xếp này xinh quá. Comment giúp em kèm màu. Ủa xếp này đẹp vậy mà mấy chị không lấy hả? Xếp này đẹp cũng xỉu luôn. Xếp này đẹp lắm. Trời ơi xỉu quá mấy bà. Xếp này đẹp. Quá đẹp luôn. Một buổi tối ế. Một buổi tối là một buổi tối thật là ế đối với em. Nguyên cả buổi tối bán không được một, chắc được 100 cái. Đen với cam. Áo đen quần nợ. Áo đen có quần cam không? Đen với cam là cái gì ta? Chị Kim Biến Nguyễn chốt đen với cam lấy gì ạ? Chị Yến Nguyễn chốt cái gì ạ? Đen cam là cái gì? Làm gì có áo đen quần cam ta? Áo đen quần hồng với áo đen quần nu. Với áo trắng quần hồng với áo vàng quần cam. Chốt lại đúng màu mẫu cho em đi. Em sợ lộn quá mọi người ơi. Em sợ lộn á. Hai set. À là set màu đen. Đen chị lấy quần màu gì á? Tại vì em có áo đen quần quần hồng và áo đen quần nu. Set ngố áo đen quần hồng của Lan Nguyễn. Chị Yến Nguyễn là lấy set như thế nào? Áo đen quần nu hay là áo đen quần hồng? Còn set cam là set em đang mặc đúng không? Comment rõ đi. Áo thun trơn lúc nãy là 79.000 đó bé ơi. Áo thun trơn lúc nãy là 79.000 đó. Comment rõ đi chị. Không có lộn hàng của chị á. Không có lộn hàng á chị ơi. Mai mốt về không uống bọng nữa. Comment lại hộ em nha. Comment lại hộ em. Xanh min này.
Má cái quần đẹp lắm luôn, em không nói tới cái áo thun nó quá đơn giản rồi, không nói nữa rồi. Má cái quần này mọi người, quần bao đẹp luôn. Comment giúp em kèm màu nha, Ánh Nguyệt lên địa chỉ. Màu xanh lá với vàng của chị Nguyễn Tuyền, xanh lá là đang mặc. Ánh Nguyệt lên địa chỉ giùm em. Ánh Nguyệt lên địa chỉ. Comment giúp em kèm màu nha mọi người ơi. Màu vàng đây nè em. Đấy. Không có gì đâu, xèng. Giờ nãy giờ luôn á. Mắt xinh quá. Rồi comment giúp em. Ánh Nguyệt lên địa chỉ giùm em nha mọi người. Tương tác chia sẻ đi mọi người. Rồi nãy tụt xuống năm mấy kinh. Facebook bị ngáo đá hết rồi. Comment giúp em kèm màu nha. Cái quần sọc caro rất là đẹp. Em nói thật mọi người, kiếm cái quần sọc caro này hiếm lắm luôn á. Ơi mẹ ơi, trời ơi. Áo khoác hả? À? Áo khoác đôi chị ăn màu áo khoác lại cho coi lại đi. Ánh Nguyệt là màu vàng. Mẹ mẹ ơi, hát xì hơi một cái giống như tụt hơi, tụt hứng luôn. Áo khoác chỉ còn có 7 cái à. Áo khoác màu hồng. Cái này nãy xe chị sale có 95.000 thôi đúng không? Áo khoác màu hồng nhạt. Má ơi, màu xám muối tiêu này. Màu xám muối tiêu. Màu đen. Màu đen. Cái này lấy lẻ nha, tại vì hàng hàng nay theo mà dùng sale còn có 95.000 nè. Rồi cái này là hồng ruốc. Hồng ruốc. Áo khoác len cao cấp á mọi người. Rồi cái này là màu đỏ. Màu đỏ nha mọi người. Đỏ nha. Rồi cái này là màu màu đỏ cam. Cái này là đỏ đô. Đỏ cherry á. Rồi cái này là màu rêu. Em còn có 7 cái mọi người ơi, hết rồi. Cái đằng sau em để mặc rồi. Tại áo khoác em hay để mặc lắm. Mỗi lần hàng về là toàn là màu đẹp không à. Nên mỗi thứ lúc nào mà về là để một cái một màu mặc à. Ruốc của Yến Nguyễn, Kim Yến Nguyễn. Cái hàng này là hàng xịn. Cái len á, mọi người nói trời ơi, trời này mà mặc áo khoác len chắc chết nóng á. Không phải đâu mọi người, sai lầm nha. Áo khoác len tại sao Dung bán chạy như vậy là khoác của bên Dung là khoác chống nắng nhưng mà nó không bị bí da mồ hôi. Khi mọi người mặc lên nó thấm hết mồ hôi luôn á. Rêu của Kim Yến Nguyễn. Cho nên là áo khoác ai mà đã thấy Dung sale dưới 100.000 là ai cũng mua từ 2-3 cái mọi người. Thì thường Dung bán giá là 125.000 một cái. Em đọc lại màu màu rêu. Cái này là theo Adidas nổi luôn này. Rồi cái này là màu đỏ đô, đỏ rượu á. Đỏ rượu. Cái này là màu đỏ cam. Cái này là màu hồng ruốc. Chị Hương lên không cọc là em không bán được. 95.000 em ơi đang sale á. Á à, ơi thưa ơi lấy đi thưa. Chỉ có ngàn năm mới có cái áo khoác nai mà sale như vậy á. Cái này mà mọi người để ý em mà like buổi trưa là vứt không kịp luôn á mọi người. Áo nai này á, xám muối tiêu, Thi Bảo là đỏ đô bên kè. Cái này là màu hồng nhạt đó mọi người. Màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt. Comment giúp em kèm màu nha. Còn cái em mặc này là em để mặc. Cái này đọc màu gì cũng không biết luôn ấy. Màu gì trời. Màu xám sữa. Đỏ với cam của Anna Võ. Anh Phương lên địa chỉ. Nguyễn Tâm lên địa chỉ. Chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Đỏ cam á, là màu đỏ cam á. Chứ mày là màu đỏ với màu cam. Hiểu không? À đúng rồi, cái đó là màu đỏ cam á. Chị đọc là màu đỏ cam á. Rồi comment giúp em. Cái này là đỏ gì? Cái này là gì ta? Xám sữa hả? Xám sữa đi mọi người. Em ví cho nó cái tên luôn á. Xám sữa. Không chỉ cái đỏ. Em lấy là màu đỏ gì? Đỏ cam hay là đỏ đô? Anna Võ. Có hai đỏ mà. Này đỏ này đúng không? Ok em. Rồi comment giúp em nha. Kèm màu. Cái áo này nó đẹp lắm mọi người, những cái xám muối tiêu này, đẹp không? Len của nó này, xám muối tiêu. Tôi khoác cho mấy bà coi cái cho mấy bà xỉu ngang á. Tôi khoác mấy bà một cái là mấy bà xỉu ngang luôn. Mở cái mặt ra nha. Có 95.000 thôi, mà nó rẻ ơi, xám sữa của Lê Dung. Tôi thề mấy bà không đẹp, không phong, không đẹp, tôi không lấy tiền luôn, nó thiệt á. Tại tôi bán nhiều rồi, tôi ít quảng cáo. Hàng này về có ít à. Tôi ít quảng cáo lắm. Má ơi nó đẹp. Nè mấy bà thấy chưa? Trời ơi. Mấy bà nhìn đi. 95.000 mà mua được cái áo khoác này hỏi đâu ra bán. Thì không ai dám bán luôn á.
Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em là kèm màu. Ủa anh Phương là giống cái gì vậy? Anh Phương là màu xám. Khoác xám của anh Phương. Má cái áo khoác xám đẹp ha. Màu em mặc là màu xám. Nó màu hồng nữa này. Màu hồng nhạt. Rồi cái này ghi cho em là màu đỏ cam. Khoác xám của Trâm Yuri có 95.000 chốt 2 cái đi em. Em lựa chốt một cái mẫu này quá. Màu đen. Rồi cái này là màu hồng ruốc. Màu đỏ, đỏ rượu. Đỏ rượu nha. Rồi cái này là màu rêu. Hồng nhạt của Narisu. Hồng nhạt đâu? Rồi comment giúp em kèm màu. Nó đẹp quá mọi người ơi. Thiệt á. Má cái áo khoác đẹp muốn rụng rốn luôn đó trời. Xám. Anh Phương này có xám phải không? Thêm cái rêu. Thiệt á, lấy cái tiếc á mọi người. Em nói thật đó. Lấy cái về hối hận không có kịp luôn á. Viên Phạm một xám. Hết xám chưa? Em mà thử hết màu là mấy chị lấy không trừ màu nào. Em nói thật đó. Tại ít người em xuyên em ngồi em thử mấy chị coi cho vui vậy á. Xám còn không? Xám của Tuyết Sương. Là hết xám chứ chị? Còn cái nữa là hết xám nha. Áo rồi nó đẹp. Sương Huỳnh lên địa chỉ lẹ. Mà khách mới chốt từ 2 cái thì mọi người chốt kém không có chốt đâu. Mất công ship 35.000 mấy chị xả ra nó tốn. Trong khi người khác chốt thì không có. Cái này đáng lại 125 mà em bán với mấy chị má là màu đỏ đô đẹp quá. Trời ơi. Chị cũng thích màu đỏ đô hả? Má màu đỏ đô đẹp quá. Màu đỏ rượu á, không phải đỏ đô đâu. Đỏ rượu á. Cái đỏ mà mọi người biết cái trái cherry không? Xám còn cái cuối cùng nè. Ủa hình như là màu hai màu khác nhau hả? Giống không? Rồi cái này ghi giùm em nha. Chị đầm hoa 139 bữa chị la còn không. Chị chịu quá không biết nhớ đầm hoa nào luôn á. Cái này là hồng nhạt. Cái này là hồng ruốc nha. Nó có hai hồng á. Hồng ruốc. Hồng ruốc với hồng nhạt. Màu đen cũng đẹp xỉu luôn này. Xám của Hồng Điệp. Được hết xám đúng không? Đấy không? Rồi còn một cái màu đen. Với màu đỏ cam. Cái này là màu đỏ cam nha cả nhà. Đỏ cam với màu rêu. Má ơi ai mà lấy một cái là hối hận. Xám của Sương Huỳnh. Bà Sương Huỳnh và Hồng Điệp lên thêm cái mua thêm cái nữa đi. 95.000 ok thì em ship chứ mất công á. Mày mai gọi tới. Mai là đi hết nha mọi người, không có giữ đơn đâu. Ngày mốt là ngày em kiêm việc á. Nên là em không có like nhau nha. Nguyễn Phương là hồng ruốc. Chứ mất công cái 95.000 mấy chị cứ xả rất là mệt em lắm. Trong khi trên like người ta bán không có hàng bán. Em mới nói mấy chị là nếu mà có mua thì mua cho Dung từ 2 cái. Tại có 95.000 cái à. Mấy chị ngại ship 35.000 thì mấy chị mua 2 cái thì đỡ tiền phí ship. Chứ 95.000 mà ship 35.000 sợ mấy chị ngại á. Là mọi người ráng thương giùm em đi. Chị Sương Huỳnh là thêm cái đang mặc hả? Hay sao? Chị Sương Huỳnh comment giúp em lại là thêm đỏ đô đi. Cái này là đỏ đô. Cái này là màu rêu này. Ai lấy thêm thì ghi cho em chữ thêm đi mọi người. Cái này là đỏ cam. Cái này là hồng ruốc. Bà Hương Bùi bà lấy màu nào? Hương Bùi bà lấy màu nào? Lấy màu hồng ruốc với màu rêu cho bà nha. À, tôi mà lựa màu là xỉu á. Tôi mà lựa màu là bao đẹp luôn á. Lấy hồng ruốc với hồng nhạt. Với lại màu này rêu cho bà nha. Lấy thì ok nha. Rồi comment giúp em nha. Mấy cái đứa mà ăn cắp thông tin thì nó đâu có giàu nổi đâu chị. Lo gì. Em chả sợ ai ăn cắp của em hết đó mọi người. Mấy đứa mà hay ăn cắp nghiệp nó quật nhanh lắm. Hồng ruốc với đỏ đô của chị Yến Yến. Yến Yến là phải ngày mai phải nhân viên gọi là phải cọc liền nha. Không là trả đơn là vô danh sách ấy. Chị màu chị mặc với đen của Võ Thị Kiều Diễm. Thêm rêu của chị Sương Huỳnh.
đơn buổi diễm đi rồi á. Em hương bùi là hai màu chị chọn đấy em ơi. Ờ, hồng nhạt với rêu. Xanh lá hả? Có một cái màu xanh lá duy nhất này, ai lấy không? Thêm rêu của chị Sương Huỳnh có rồi ấy chị. Yến Yến ngày mai nhớ đi cọc nha. Trời ơi, có một đơn để 8 năm ở đây rồi á. Khóa em bán có 95, em sale có 95 thôi chị Nhung ơi. Em đọc lại màu cho chị Nhung chọn nha. Cái này có một cái cũng khoác lên, có một cái hả chị? Hai cái hả? Này có hai cái thôi. Khá là đẹp xỉu. Mai em còn like thêm một like nữa mà mấy chị yên tâm. Nhìn giờ đủ màu bà, chắc không đủ nữa rồi. Chị Kiều đủ màu. Có con nào nữa không? Chị Kiều đủ màu. Nè, về đưa rêu chị đây, đưa màu xanh lá cho Hương Bùi. Màu xanh lá với màu hồng nhạt cho Sương Bùi, không lấy rêu. À vậy chị ấy thì đúng không? Đủ màu cho chị Kiều kìa. Bóc đủ màu đưa cho nãy đi. Đưa cho nãy dùm em. Đủ màu á, mỗi cái một màu á. Hết chưa? Rồi còn màu gì đọc ở dưới giùm em? Hồng đen đỏ với xanh lá em mặc. Hồng ruốc nha mọi người. Hai hồng, hồng nhạt, hồng ruốc. Ủa chị Nguyễn Tâm nãy giờ đâu có cái gì đâu. Tại chị không lên địa chỉ á, em không có để hàng được. Cái này là màu đen. Màu đen, màu xanh lá. Màu này màu gì trời? Màu hồng ruốc. Màu đỏ. Đỏ cam. Đây, đưa màu xanh lá, trả màu xanh lá này bà. Đây, trân trọng trả màu xanh lá. Rồi ai lấy được ghi dùm em kèm màu. Má ngày mai set đẹp nhiều lắm. Trời ơi má ơi, thằng vì hôm nay chưa thèm like set nào luôn á. Hôm nay là chưa like set nào á. Hết rồi, đâu còn xanh lá nữa đâu. Hết sạch rồi chị ơi, không còn xanh lá để đổi. Hết rồi, có hai cái xanh lá hai người chốt lúc nãy vô rồi. Còn một cái màu đỏ. Rồi má màu này cũng đẹp xỉu này. Cái màu này nè em đọc là màu gì ta? Sắm sửa hả? Má ơi. Giết rồi em bị điên màu rồi. Màu sắm sửa. Này có mấy cái? Có một cái khoác lên khách đánh nhau nữa. Mặc lên cái gì là khách đánh nhau cái đó mới chết. Ọp rồi mấy chị ơi. Em like mấy cái áo khoác ai có lựa màu nữa này. Mọc mai em like. Hôm nay không có like nữa mấy chị. Tại vì 10 giờ rồi. Nhân viên nghỉ được mọi người ơi. Mọi người ngày mai lên set trưa mai 11 giờ trưa mọi người nhớ lên nha. Hôm nay hàng về set một mới, em chưa lên set nào cho mọi người. Em mới lên đúng 2 set cho mấy chị thôi đó. 6 7 mẫu set luôn mà em chưa lên set nào luôn. Toàn là set thiết kế hàng xịt không á. Rồi comment giúp em áo hồng nhạt. Sám sữa, sale 95.000. Màu đỏ. Rồi cái này là màu hồng ruốc. Trưa mai không có lên like nữa, nó không có dồn được like nào nữa đâu tại ngày ngày bốt kiêm Việt Sát rồi em không có live stream nữa nha mọi người. Cái này là màu đen nhá. Comment giúp em một alo. Sale có 95.000 à. Vải này là vải len không dày và cũng không mỏng. Dày sao mà mặc nổi. Khoác len mà dày là không mặc nổi đó mọi người. Vải này mặc mát lắm. Mặc siêu mát mà nó không bị bí cái da. Nói chung là cái áo khoác này mọi người đi khoác nắng là chắc chắn là sẽ không thể nào mà mấy chị nghĩ là mỏng, nó không khoác được nắng chứ không, sai lầm nha. Nó mặc nắng đi nắng rất là mát luôn. Mát là không phải là nó mỏng mà mát là cái vải của nó đan á, nó thấm mồ hôi chứ không phải là vải rẻ đó mọi người ơi. Ai mua áo khoác nhiều rồi biết, BR nó nhiều mất công mọi người. Con này quảng cáo ghê quá nè, theo hết cho mấy chị luôn. Rồi ọp cho mấy chị mai nha, trưa mai em sale tiếp. Form thương này chị, trời má ơi. Mặc cho đây rồi mấy chị còn hỏi form gì nữa em lại luôn. Út đẹp là hồng ruốc. Út đẹp lấy cho chị thêm màu đi em. Út đẹp lấy chị thêm màu đi. Tại cái này chị sale rẻ à, có 95.000 à. Lấy chị thêm màu đi bé. Hết rồi. Lấy thêm chị cái đi. Nãy giờ ai cũng chốt hai cái luôn á. Không ai chốt cái luôn đó mọi người. Đó. Vải đẹp lắm. Vải này mọi người mặc đã lắm. Ví dụ như mà mọi người đi ra ngoài á, chị Quyên ở Bưng Kè. Ê em hết hồng ruốc rồi.
cho chị Quyên cái hồng ruốc đi ấy. Rồi comment giúp em nha. Cái này là màu gì ta? Màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt. Áo khoác em hết rồi đó. Không có về hàng lại mọi người ơi. Áo khoác em hết sạch, trong kho cũng không còn cái nào luôn. Có mẫu mới hôm nay về cho mấy chị á, là mẫu này mẫu nai thôi đó. Em lấy thêm màu này nè. Màu này là màu gì ta? Xám sữa. Xám sữa. Còn đúng một màu này duy nhất thôi. Màu xám sữa siêu đẹp. Rồi họp cho mấy chị trưa mai nha. Trưa mai like thêm một like nữa. 56kg mặc vừa thoải mái. Cái này 70kg cũng mặc vừa luôn mấy chị. 70kg cũng mặc vừa thoải mái luôn. Mai em có sale đồ ngủ á chị. Mai đồ ngủ cũng nhiều lắm. Mai mấy chị coi buổi trưa hàng thiết kế nhiều lắm. Huỳnh Minh Anh là khoác trắng sữa. Mai mấy chị nhớ coi nha. Mai không coi là tiếc lắm luôn á. Em nói thật á. Đỏ với đen. Đỏ với đen là chị Út Trịnh nè. Ok em cảm ơn chị nha. Hai màu. Thank you chị yêu. Đỏ với đen chị Út Trịnh nè. Form này mặc đã lắm mọi người. Form này mặc á, ngồi lên ngồi xuống nó không bị lòi. Đợt trước em cũng bán cái mẫu này nhưng mà nó form laptop á mấy chị. Ngồi lên xe máy nó sẽ bị lòi lưng. Cái này form thường. Nó không phải form dài mọi người. Mặc đẹp lắm luôn á. Nè. Yên tâm nó không ngắn nha. Mai em có like mọi người, nhớ coi like buổi trưa mai nha. Trưa mai em like tầm khoảng chừng 1:30 là em chốt đơn đó. Tại vì ngày mốt kiêm việc cho nên em ngày mai em phải chốt đơn sớm. Em like tới tầm khoảng chừng 1:30 là bắt đầu em chốt đơn rồi. Lấy em cái đầm xanh nữa, chốt đơn luôn chị. Đầm xanh nào em? Đầm xanh nào? Đầm xanh nhờ. Đầm xanh nào? Thêm hồng nhạt cho chị Sương Huỳnh. Ok chị yêu. Ủa em lấy áo khoác em còn màu màu hồng nhạt, màu đen với màu xám sữa chị. Chị lấy hồng nhạt với là màu đen đi, đẹp. Lấy hai màu đó đi chị Vi. Đầm xanh sữa là màu là alo. Cái đầm xanh 175 hay là đầm dứa 130? Em lấy đầm xanh nào á? Lấy đầm xanh nào comment đi chị lấy cho nè. Để chị off. Bà Ánh Nguyệt đâu rồi? Xám sữa còn không chị? Còn cái cho Thu Vi. Ánh Nguyệt em lấy xanh, đầm xanh là xanh gì vậy? Ủa bà Ánh đi đâu rồi trời? Lạc trôi đâu rồi? Đầm xanh hồi nãy chị cầm. Ủa này em cầm cái đầm nào màu xanh? Đầm đó mai like. Đầm đó để mai á, lên đầu like câu view phát cái đầm đó đẹp. Nhìn thôi đã mê rồi. Thôi mai like cho mọi người, mai lên like chốt tiếp nha. Bye. Trời ơi, đầm giả bán được 30 cái, xả mẹ 15 cái rồi. Lấy hai chai khác. Lấy chai đó thôi, đưa chai đó đây. Chai kia cất đi đang còn siêu. Cái nào mà bóc ra rồi. Quá rồi, lấy cái khác. Đặt chai ít nước rồi luôn. Bật nhạc khác đi em ơi, nhạc đó nó bị vi phạm ấy. Hello mọi người. Gì mà vào live mấy bà kiện tụng gì hàng hóa tùm lum vậy? Mới vào đầu live mấy chị ơi. Facebook của chị này nó bị sao á? Coi đi coi lại vì lúc này cũng phải tới giờ chiều. Không cho nó không thì bảo là sao?
Khi nào mới gọi chốt đơn? Cái đầm gọi chốt đơn 3-4 hôm rồi không thấy giao. Chị làm sao mà coi lại được Facebook em? Bữa nay nó bị vậy thì nó bị tình trạng chung thôi chứ. Chị làm sao mà coi lại được Facebook? Chị đâu phải thánh Facebook đâu mà coi lại. Rồi vào chia sẻ để em tặng hai chai nước hoa cho mọi người nhá. Hai chai này là còn dư nên sẽ tặng chứ không có bán cho mọi người. Đó, tặng hai chai VIP nhất luôn trong làng nước hoa luôn. Mọi người vào chia sẻ bài hộ em nha. Như vậy Linh Trần. Chia sẻ thì hôm sau trừ ra nha bé Lụng. Mọi người cọc xong mọi người nhắc nhân viên trừ đi mọi người ơi. Đừng có hỏi em. Nhiều khi mọi người hỏi em không biết đâu, tại vì mọi người cọc bằng thẻ điện thoại em không có. Em không có biết đó. Rồi mọi người chia sẻ nhanh tay cho em để chúng bắt đầu quay mini game cho mọi người. Tổng em 3 chai mà. Rồi, chia sẻ cho em là ít nhất phải có 10 lần lên trang cá nhân. Và để cuối like tặng Dung ơi, tặng xong rồi không ai tương tác cả, chính xác. Em nói thật với mọi người tương tác chỉ vào nhận quà xong rồi mọi người ra không mà. Nên rất là tội em luôn, mọi người thấy không? Hôm qua 400 mấy gần 500 người coi, tặng xong hóa còn có 120 người coi à. Thật sự mọi người tương tác Facebook với đối với em rất là chán luôn. Đơn trên 500 chuyển khoản được free ship. Đơn ngày mai mới gọi nha mọi người nha. Em chốt 3 chai đó chị gói cho em đi rồi em ơi. Không có đổi được nữa đâu. Lúc tối đã chốt ok 3 chai của em rồi là chị đã đi hàng rồi. Chị đã gói vào rồi chứ chưa đi hàng. Không có mở ra nữa đâu em. Nó rắc rối lắm. Mọi người mua hàng chắc chắn đi nước hoa đã gói vào rồi là mở ra là tốn cả cái bịch mà bịch xốp người ta làm á mọi người. Cái bịch đó chúng mua mắc lắm. Cái bịch đó mua phải từ ngoài Hà Nội vào á, chứ không phải là mua ở đây đâu mọi người. Mua ở đây 1m200 mấy rồi tiền đâu em bán nước hoa cho mọi người 149.000. Bộ chị mặc không có bán. Bộ này là bộ đồ ngủ của chị mặc. Dung hôm nay Dung chỉ like hàng sale thôi, cho nên Dung mặc đồ nhà chứ không có. Tại vì hàng sale mỗi mẫu em lấy toàn bộ trong kho, hàng trong kho ra sale cho mọi người á, cho nên là em sẽ mặc bộ đồ ngủ ở nhà nha mọi người nhá. Cho nên đừng có hỏi đồ em mặc trên người hộ em cái nha mọi người. Bây giờ mọi người chia sẻ bài để nhận quà đi nè mọi người nè. Chứ giờ mà như thế này là không thể nào nhận quà được luôn ấy. Và đầu like mọi người làm cái gì cho em cảm giác nó có cái hên đi mọi người, thật sự luôn ấy. Vào đầu like người thì kêu cái này, người thì kêu cái kia, người thì lại kêu đổi trả hàng lum la hết. Thật sự đó, vào đầu like mọi người đừng có tạo cho người ta có một cái cảm giác khó bán ở đầu like. Em không có bán nước hoa nữa mấy chị ơi, nước hoa hết sạch rồi. Mọi người ơi, tương tác chia sẻ bài sao lúc nào em cũng lên Facebook nó cứ 101, 102 vậy ta. Ai chơi vía em đầu tháng rồi sao cả tháng nay em buôn bán không được luôn á. Mặt nạ con, ủa mặt nạ con không vậy em? Còn cho Hiền Trần 10 miếng này, nạ con. Trời ơi, chắc phải tắt ra lên lại thôi chứ view như thế này xem. Em không hiểu Facebook nó kỳ cục. Ủa, Facebook bị hạn chế hay sao vậy ta? Lượng người theo dõi cũng ít luôn. Không có lượng người theo dõi luôn. Rồi, chia sẻ cho em nha mọi người nhá. Chia sẻ bài cho em. Nghi phạm có đơn hàng nguy hiểm. Rồi, cái này đám trắng còn 3 bịch này. Vừa mới khui sáng nay bom xong. Còn có 3 bịch à. Chị ơi, nước hoa em đi chơi. Ủa, nước hoa lúc nào? Bon cung nước hoa lúc nào vậy? Lúc tối em vừa tắm tắm trắng xong luôn á. Ủa, bon cung nước hoa lúc nào? Nước hoa đợt trước là đi lâu rồi chứ em. Ok em nè.
lấy tấm trắng của Như Như này. À còn hai combo. Đừng có đề đó là không bao giờ đổi. Tin tao đi. Còn một combo. Trời ơi, mọi người ráng tương tác chia sẻ cho Dung đi mọi người. Tấm trắng 169.000 ba bịch. Đằng đào một set tấm trắng nữa rồi hết. Hết sạch luôn đúng không em? Còn ba bịch hả? Còn một combo hả? Còn hai combo nữa là hết. 169.000 ba bịch hết rồi đó mọi người. Em kiểm tra cái đơn này cho chị đi. Giờ chả biết nó bên nào luôn á. 4-5 ngày trước là ở đâu ta? 0843 055410. Ủa sao bên kia người ta không có gửi cho mình những cái đơn gọi không có được ta? Bên bé sáng chiều có gửi, bữa giờ có gửi. Không, đồ chung mặt không có bán. Trời ơi, view như thế này chắc chết người luôn đó mọi người, chứ không đùa đâu. View này sao mà like? Mọi người thi nhau phản động em hay sao á? Thiệt á. View 101, 102 sao mà like mọi người? Em sẽ dành cuối like cho mọi người nhá. Khi mà em công bố không có mặt ở trên like thì em sẽ hủy đơn trên like luôn ha. Nhớ giùm em, hai chai nước hoa này với chị chia sẻ bài bao nhiêu em không cần biết, nhưng mà khi em đọc tên mà không thấy mấy chị comment lại ở trên like để nhận quà là em sẽ hủy đơn luôn. Cho nên là ai muốn ở lại like để nhận hai phần quà này thì ở tới chiều nha mọi người nhá. Chứ em tặng xong mọi người out ra hết trơn à, có ai ở lại hết á. Nên là hai chai nước hoa này em sẽ dành tặng cho hai người. Còn nếu không á thì Dung sẽ dành cho tặng người nào nhiều đơn nhiều tiền nhất. Còn má hả mọi người mà cứ hả nhận xong quà mọi người out ra hết là em không chấp nhận được rồi. Mọi người out ra hết thì Dung không có nói, mọi người không ở lại coi không có nói, nhưng mà mọi người xóa hết toàn bộ cái lượt chia sẻ của mọi người luôn á. Nên là em sẽ không chấp nhận. Nên là nhớ giùm em, hai chai nước hoa này Dung sẽ tặng vào cuối live. Nếu mọi người ai mà còn ở lại live khi Dung đọc tên, ví dụ ở cuối live còn đúng 80 người coi hay là 50 người coi cũng được. Nhưng mà nhớ giùm em, khi em đọc tên là phải có mặt ở trên live, chứ còn không để em hủy đơn nha mọi người. Mất công chia sẻ từ đầu live tới cuối live không có được tặng cái gì hết trơn á. Nên là nhớ giùm em ha. Một trăm với bộ đồ 101. Em kiểm tra hàng đi em. Không nhận hàng là chỉ cho bom hàng luôn á. Làm sao không mua hàng luôn. Nhận hàng, ví dụ kiểm tra hàng sai tiền hoặc là sai như thế nào thì em phải nói lại với bên chị, bên chị sửa. Chứ đơn giản mà ví dụ như mà mọi người, em cho mọi người nhận hàng kiểm tra hàng mà sao mọi người kỳ vậy. Cho mọi người kiểm tra hàng mọi người cũng không chịu kiểm tra hàng. Tới khi sai cái gì thì mọi người cứ đè sốt đầu mấy chị chửi không à. Em đã cho mấy chị kiểm tra hàng rồi. Hàng sai ly nếu mà không có kiểm tra hàng, em cho kiểm tra hàng không lấy tiền phí của mấy chị một ngàn nào hết, một cách nào hết. Mấy chị không kiểm tra hàng tới khi mấy chị hoàn hàng về, ví dụ nghe sai tiền cái mấy chị hoàn hàng về đó, là mai mốt á em cho vào danh sách bom hàng, đừng có lên like mà nài nỉ em bán hàng cho mấy chị nha. Đó là em nói trước á. Còn mấy chị muốn sao mấy chị muốn à, em đã thấy bom hàng về là em không cần nghe lý do đâu mọi người. Tại vì em đã cho mấy chị bắt buộc mấy chị nhận hàng, mấy chị kiểm tra hàng cho em. Sai tiền thì có số hotline chính, mấy chị kêu ship gọi điện về mở bọc hàng đúng số tiền đó thì mọi người lấy, mà còn không đúng á thì bên em sẽ sửa lại. Nếu đúng số tiền trong shop mà sai tiền em sẽ sửa lại, tại vì nhân viên nhiều khi người ta cộng sai chứ không ai làm đúng 100% hết. Mấy chị phải hiểu điều đó, tại sao người ta cho kiểm tra hàng là vậy. Chứ còn am điệp mẹ làm ăn lừa đảo thì đéo ai cho kiểm tra hàng đâu. Đã cho kiểm tra hàng rồi còn lên đây hàng này hàng kia, cho kiểm tra hàng rồi hàng lỗi
là đưa cho ship đưa về luôn, chứ không cần phải thông qua ai hết đó mọi người. Bán hàng kiểu đó luôn ấy. Và còn nó lên đây đủ ý kiến rồi, nó không biết sao luôn á. Xách đít ra ngoài chợ mà mua. Kiểm tra đơn sư tử nữa nè. 0974 178 151. Em đã kêu mấy chị rằng là nhận hàng, mấy chị kiểm tra hàng trước lúc nhận hộ em. Thiệt sự á. Mọi người chưa nhận được đồ, mọi người từ từ đi mọi người ơi. Hàng em cứ 600-700 đơn 2-3 ngày nay là người ta giao chưa có kịp đâu. Ai lên đây cũng mới nghe gọi từ hôm qua hôm trước đã lên đây là comment là kiểm tra đơn giúp em, kiểm tra đơn giúp em, không kiểm tra được đâu mọi người. Không lên đây, cái like này là cái like bán hàng, không phải like để lên kiểm tra đồ hàng hóa như mọi người nhá. Có đồ, có số hotline mọi người gọi hộ em đi. Nào cũng lên like một người đòi kiểm tra hàng, đòi ấy, kiểm tra đơn là y chang một chằng vào kêu kiểm tra đơn không à. Đâu, em đâu ghi tốt là hôm nay kiểm tra đơn đâu. Em ghi cái tốt là tổng xả kho cuối năm nghỉ lễ. Em không ghi là like này chỉ dành cho giải quyết đơn nha. Mua hàng, mua bán người ta đã kêu cho kiểm tra hàng trước lúc nhận rồi, không chịu kiểm tra, cứ kêu là mở miệng cứ kêu sai cái là hàng về, sai cái là hàng về. Vậy cho vậy mục đích em cho mấy chị kiểm tra hàng ở đây là cái gì? Mấy chị nói cái mục đích cho để mấy chị kiểm tra hàng này là làm cái gì? Hù em cái. Chứ bây giờ bán hàng không cho kiểm tra hàng mấy chị cũng la làng, cho kiểm tra hàng thì mấy chị cũng không kiểm tra hàng. Không biết mấy chị cần cái quần què gì em luôn ấy. Kiểm tra hàng không kiểm tra hàng, tới khi sai cái gì cứ đè đầu xuống chửi không. Mấy chị sống quá đáng ít thôi mấy chị ơi, thiệt á. Nó quá đáng ít thôi. Quá đáng nhiều quá không ai đáp ứng nổi đâu, thiệt á. Rồi Sesame. Mai mốt là đừng có mơ em cho kiểm tra hàng nữa, xong năm nay đi. Muốn mua đi chỗ khác mua. Người ta đã cho kiểm tra hàng rồi, cứ đủ lý do lên đây. Ừ, sai tiền không nhận hàng đâu nha. Rồi sai hàng không nhận hàng, sai hàng mà chưa kiểm tra hàng, nhưng mấy chị mới biết sai được hàng á. Rồi xét cho em. Xét này hôm bữa em bán là 149.000 á. Em xem 130 có xét duy nhất à. 130.000 xét sơ mi. Cái này em xem của những khách không nghe máy với mọi người nha. Ủa chị Vũ Hồng Hoa Trúc Thái set sơ mi. Chị Vũ Hồng Hoa là hôm bữa có một set tắm trắng với lại là kem rồi mà. Chốt thêm hả hay sao? Chốt thêm hay sao chị? Tại hôm bữa em nhớ là em có chốt với chị rồi đó. Đợi xíu đi mọi người. Ủa set sơ mi đó hôm bữa còn không? Hôm bữa còn màu đen không á? Biết nằm ở đâu hay là ở dưới cùng á? Nhớ là còn. Còn 1, 3, 4 set gì á. Đợi xíu đi mọi người. Rồi cái này cho em nha mọi người nha. Cái này là set đủ cao cấp. Dạ không. Cái này là hàng này em xả cuối năm. Tại vì hôm nay là ngày 23 rồi. Ở đâu? Đây là ngày 22 mấy. Đây là ngày 22 rồi. Còn ví dụ như mà em like tới ngày nay em like hết đi, mai nhân viên chốt đơn là em off gần như là cuối tháng rồi đó mọi người, là qua năm mới rồi đó. Nên là em sẽ xả tổng xả kho ngày hôm nay nguyên cả một đơn ngày hôm nay luôn nha mọi người nha. Nhớ giùm em là đơn bao nhiêu em cũng đi hết, tại vì em nghỉ lễ 3 ngày lận. Nên mọi người thông cảm cho em là đi hết cho em, trên 50.000 em đi hết. Rồi set này cho em nha mọi người nha. Set trắng cho em. Rồi ai lấy cho em là set trắng 99.000. Set trắng 99.000, ai gom được cái gì thì gom mọi người ơi. Rồi cái đầm này em bán 150 này, em xả lỗ 115.000 luôn. Cái đầm này em lỗ, chứ em không có lời một cách nào hết á. Rồi ai lấy cho em đầm cho em. Cái đầm này hàng mắc nha mọi người nhá, 115.000. Cái này đa số là xả của khách không nghe máy nhiều thôi mọi người ơi. Là ai gom được cái gì thì mọi người gom. Chốt hàng, ví dụ người ta đi hàng rồi thì sao chị? Nhìn
chị chắc chắn dùm em đi. Em na set đầm 115 set trắng của bé Lũ. Rồi cái này là set thể thao, cái này là áo nhưng mà người em còn hai cái màu đen em xả 49.000 luôn. Cái này em lấy vào 68.000 á, em không muốn em bán cho mấy chị là 95.000 á. Đây. Áo form rộng con chuột nha mọi người nhá. Còn có hai cái đen là xả 50.000 một cái. Ai lấy áo đen thì chốt giùm em, form siêu đẹp luôn á. Áo đen 50.000. Ai lấy áo 50 chốt giùm em là áo 50. Hàng đa số mỗi mẫu có một cái mọi người ơi. Rồi áo tay phòng 60.000. Những cái áo này mọi người biết giá em bán cao thế nào. Cái sơ mi còn đấy, tối hôm qua vừa mới còn chắc chắn luôn. Sao bỏ lớp ở đâu tài vậy? Ở đâu dưới này nè. Chị nhớ màu mơ nó nằm ở dưới này nè. Set sơ mi dung chốt lại nha mọi người ơi. Set sơ mi của chị Ngọc Cúc một set với chị Đặng Đào thêm set nè. Áo tay phòng 60 của Huỳnh Lê, áo 50 của chị Trân Trân, áo 50 là cái áo đen trước á. Đưa đưa chị một set đi, set sơ mi đó Dung còn một set nha mọi người. Cái này Dung nhớ là khách hôm bữa còn. Đây. Cái này là hàng bọc túi zip luôn. Nãy sale bao nhiêu? 130 hả? Set này em sale lỗ có 130. Cảm ơn chị Minh Minh Nguyệt nè. Cái set này là hàng siêu xịn luôn đó mọi người nhìn cái quần này. Cái set này em bán chắc phải là 500-600 set rồi đó mà hết sạch rồi. Form siêu xịn, đằng sau nó có bo chung nha mọi người. Bên một bên không có dây kẽm, còn hai set thôi. Sale lỗ 130 luôn. Có hàng mà bán luôn á. Rồi đầm 80.000 cho em. Ai lấy đầm 80 cho giùm em nha. Cảm ơn Trường Giang. Rồi cái này đầm 80.000 cho em. Đa số là sale lỗ dưới giá vốn hết đó mọi người. Đầm này là đính ngọc trai cho em luôn nha mọi người. Đầm 80. Đầm 80. Set đen của Thanh Phương. Set nha, không phải đầm đâu nha. Đồ của em có đơn là có hai đơn hoàn về rồi. Người ta gọi điện cho em đâu có nghe máy đâu Thu Anh Nguyễn. Em không nghe máy thì làm sao mà giao hàng được cho em. Lúc nào em cũng réo chị hết á. Mà cái khi người ta giao hàng cho em, em không nghe máy. Đây chị lấy bằng chứng cho em coi, mất công chị kêu là chị nói điêu, chị nói khoác cho em ở trên live. Đây nè, khách có ba đơn nhưng bên bưu cục gọi điện nhiều ngày không nghe máy. Bữa 20 tháng 12 bên em có nhiều phát hai lần nhưng mà shop đều không khách đều không nghe máy để nhận hàng. Còn một đơn hôm qua vừa gọi giao phát cũng không nghe máy. Chị gọi nhắc lại xem giúp em nha. Người ta báo với em là đơn chị không nghe máy chứ không phải là bên kia người ta không gọi lại. Lúc nào cũng vậy thì làm sao mà người ta giao hàng được. Rồi áo hồng cho em 50.000 luôn. Hồng 50.000. Hồng 50. Hồng 50 cho em. Đang có hai đơn hoàn về rồi đó. Mấy chị muốn làm sao thì làm. Hoàn về em cho em vào danh sách bông hàng hết luôn. Từ nay là em không có để ai hết đó mọi người ơi. Đơn trên 500.000 chuyển khoản được free ship. Rồi cái này là áo len hàng cao cấp nha mọi người nhá. Áo len hàng cao cấp cho em. Rồi áo len 80. Áo len 80.000. Len 80. Chưa em ơi, mai mới gọi điện chốt đơn. Rồi áo đen tay dài 50.000 luôn. Đen tay dài 50. Thu Thảo áo len. Rồi áo đen tay dài đọc đúng mã nha. Áo len của Mai Hồng Nhi. Áo đen tay dài 50. Rồi cái này là đầm body Mai Phương Bùi. Em xả lỗ 90.000 luôn nha. Cái này bộ là 140. Ai mua cái dây kéo này với hàng này rồi là mọi người biết nha. Rồi 90.000 đầm cam hàng Mai Phương Bùi chuẩn xịt luôn.
này là em xả hết đó mọi người, thu hồi vốn. Tại vì Tết rồi em phải còn phải thanh toán xưởng nữa, cho nên là em thu hồi vốn hết đó mọi người. Ai gom được cái gì thì gom. Nè, hàng này hàng thiết kế cao cấp dùm em, size S nha. Đầm size S sale 99.000 luôn. Đầm size S sale 99.000. Đen tay dài của Như Khánh. Đầm cam của Siêu Nguyễn. Nhớ là ai mua nhiều, ví dụ em nhắc đi cọc thì mọi người tự động đi cọc cho em đi nha mọi người. Tại hở hôm nay là em sale banh sàn luôn á. Ai không đi cọc thì em không để hàng đâu. Rồi cái này cho em. Cái này cho em là cái quần này là size XL, em để 80.000 luôn. Quần tây á là tương đương với size L. Quần này là từ 56kg cho tới 62kg mang vừa. Quần 80 size L cho em. Quần 80 size L. Quần 80 size L. Rồi cái này cho em. Set. Cái này là set NI cho em nha. Đen tay dài là cái gì vậy mọi người? Đen tay dài Như Khánh có rồi mà. Comment một lần thôi. Rồi cái này là set thể thao cho em 99.000 luôn. Set NI 145 sale 99. Set 99.000. Dạo này em bán hàng chậm lắm cho nên em không lấy hàng về nữa đâu mọi người ơi. Tết rồi. Tết năm nay em cũng nghỉ sớm mọi người. Còn bao nhiêu trong kho em sale cho hết rồi em nghỉ sớm. Để năm nay em về Bắc. Nên mọi người ráng cho em là em không có lấy hàng mới nhiều như mọi năm đâu. Tại em bán chậm lắm mọi người thấy không? Không về hàng mới không bán được cái nào luôn á. Không hiểu gu khách dạo này sao chứ em không bán được hàng luôn. Em xả lỗ hết luôn. Rồi cái này ai lấy cho em là đầm cho em 60. Cái đầm này em bán 140 á mọi người. 60.000 đầm. Đầm 60. Rồi ai lấy cho em là áo đen 70.000 cho em. Áo đen này là theo nha mọi người. Áo Fendi 70. Đừng có hỏi mọi người ơi. Làm ơn làm phước mua hàng đi đừng có hỏi. Đầm 60 của Liễu Nguyễn. Liễu Nguyễn. Em like cái gì em còn không biết là cái gì. Tại vì đa số là hàng trong kho đưa ra. Em không biết có những cái mẫu gì đâu. Set Mai Phương Bùi sale 120 luôn. Set này 160 thì mọi người xem 120. Set Lu Mai Phương Bùi xem 120. Ráng ngồi coi like giùm em đi. Em còn không biết có những cái mẫu gì nằm trong bọc làm sao mà em biết được. Rồi đầm nhung hàng cao cấp cho em 160 này. Cái đầm này là 160 nha mọi người nhá. Đầm nhung hàng xịn em xe 80.000 luôn. Đầm này đầm mắc nha mọi người nhá. Đầm này là hàng nhung mắc luôn chứ mà hàng rẻ đâu. Rồi 80 đầm nhung. Set của Mai Hồng Nhi. BB bom hàng. Dạ nhà em ngoài Bắc. Rồi cái này cho em là set ngố Balenciaga. Set ngố màu đen Balenciaga 100.000 luôn. 90 đi. Bán cho mấy chị 90.000. Nhìn cái mạc này là xưa nay bán 140 hết à. 90.000 cho em set đen 90. Ai gom được cái gì thì mọi người gom mọi người ơi. Đầm nhung của Như Khánh. Cái này là cũng gom hàng hàng mặc siêu xịn luôn á. Rồi set thể thao 99.000 dài hai mặc cô gái. Màu xám cũng màu siêu đẹp luôn, màu bao tây luôn. Set dài 99.000. Set dài 99.000. Set xám 99.000 cho em. Set xám 99.000. Đáng tương tác chia sẻ với mọi người để còn được nhìn thấy nhau. Rồi set này xem 129.000 luôn. Set này, set này cam đoan cho mọi người không bao giờ mọi người mua được cái set này dưới giá, dưới giá cho mọi người á hả 250 đâu, tại vì hàng này hàng mắc nha mọi người nha. Rồi cái này set cho em, set set 129.000. 129.000 cho em. Cái đó size S đó mọi người. Ao ơi, kêu anh Tùng dậy hộ chị cái đi. Kêu là có anh quản lý bên GMT vào. Lê Mi xám 99. Lê Mi lên địa chỉ đi em ơi. Rồi cái này là set dài. Vừa có bạn hôm qua inbox hỏi dung cái set này xong luôn. Rồi ai lấy cho em là set dài cho em nha.
set dài, set cam dài cho em. Cảm ơn Thảo Thảo. Set cam dài cho em nha mọi người nhá. 99.000 set cam dài. Set cam dài 99.000. Rồi cái này cho em là áo baby doll cho em. Áo baby doll hàng xịt cho mọi người nhá. Cái này lúc tối Dung có sale cho mọi người rồi. 80. Set cam của chị Trân. Rồi cái này chốt giùm em nha mọi người nha. Set cái này là nguyên cả một set nu như vậy luôn. Set cam Dung hết rồi. Cái này set 80.000. Set sơ mi á, có cái màu trắng duy nhất, còn cái màu đen duy nhất, còn lại màu nu không à. Cái này hàng xịt đó mọi người. Nè, hôm bữa Dung bán 130 này, thấy không? Rồi sale còn 80. Rồi cái này là màu trắng cho em. Cái này là dạng áo baby doll đó mọi người, mà có một cái lót ở trong luôn. Yến Nhi set baby doll, mọi người thấy chậm không? Xe hoàng xà mà bao chậm luôn á. Khách chốt bao chậm luôn. Mọi hôm là lên là lia lịa luôn á. Nay không thấy ai chốt là mọi người biết rồi. Càng ngày càng chán. Màu trắng với màu đen, ai thích màu nào thì mọi người lấy. Còn màu đen nữa nè, 80. Trắng của Trương Ngọc Mai. Rồi sơ mi đen 70.000. Sơ mi đen 70. Ai lấy sơ mi đen cho mình là sơ mi đen 70. Sơ mi đen 70. Set 129 của Cali Phương, cái thiết kế dài á. Rồi đầm này em lấy vào 130, em xả với chị 130 luôn, nói sai mất lọc luôn. Em lấy vào 130 em xả với chị 130 luôn này. Có cái à. Đầm này là em để làm cái màu hồng em mặc rồi đó. Đầm đen cho em 130. Rồi đầm mai phương bùi. Đầm mai phương bùi cho em. Nãy em có xem cái màu cam á, cái này là màu hồng. Đầm mai phương bùi 90. Đầm mai phương bùi 90. Sơ mi đen của chị Đặng Đào. Sơ mi đen của Đặng Đào. Em đưa cái hàng xả sáng chị bóc ra đây đi em. Rồi áo tay phồng hàng cao cấp cho em nha. Áo tay phồng cái này hàng xịt cho mọi người, sale lỗ 60 luôn. Có màu đen đến màu xám. Nè, hôm bữa em bán là 85, sale 60 luôn. 60 cho em nha mọi người nhá. Ai lấy thì chốt giùm em. Xám với đen, cái này là tay phồng to siêu xịt luôn. Nha mọi người. Xếp nào. 80. Rồi cái này cho em áo tay phồng. Sale 60. Hai màu Như Khánh. Màu xám với màu đen. Mọi người like hàng xả như thế này em nản quá mọi người ơi, thiệt á. Em xả lỗ hết luôn mọi người, không có cái gì lời được 1.000 nào luôn á. Mọi người chốt hàng chán ghê, không biết là do có bị ẩn comment không, không thấy ăn ngoài chốt luôn ấy. Nãy giờ rề được mấy mẫu à. Áo đen Trường Giang. Thiệt á, em ngoài có vui lắm luôn ấy. Không bán tí nào luôn mọi người. Rồi cái này là set gấu cho em 99.000. Chứ sale hàng xà mà mọi người không bán hàng mới thì mọi người không mua rồi đó. Đó là điều chắc chắn rồi đó. Không trạch đi đâu được luôn á. Bán hàng mới 2 hôm, bán hàng mới không bán được cái gì luôn. Mà like hàng xà lỗ không ai thấy luôn á. Rồi set cho em. Set gấu 99.000. MT Thảo chốt cái gì á, ghi mỗi set 80 không biết là set gì nha. Set gấu của sư tử. Rồi đầm này đầm hàng xịt mai phương bùi luôn. Đầm body á. Ở đằng trên này là nó phồng siêu đẹp, ở dưới là nhúng như thế này. Mọi người về tự rút lại cho em 90.000. À, sale rẻ như cho luôn mọi người. Em phải tự tin rằng là cả cái năm nay em chưa bao giờ sale rẻ như năm nay, như cái này hôm qua tới bây giờ luôn á.
mà mọi người còn không lấy hàng nữa là chúng không biết like cái gì cho mọi người luôn á. Đây là đa số mẫu là gần như là full mẫu 100% trên thị trường rồi đó mọi người. Mẫu gì bên em cũng có luôn á, mà không lựa được nữa là em chịu á. Yến Nhi đầm nu phai phù là đơn của ai ta? Rồi áo 50.000 cho em, áo này phối ren nhá, tay phối ren 50.000 áo hồng. Rồi cái này là đầm thiết kế hàng xịn nha mọi người. Đầm thiết kế hàng xịn em xả lỗ 99.000 luôn. Đầm đen 99.000 kèm giá tiền đằng sau đi mọi người. Thu Thảo áo hồng 50 kèm giá tiền đằng sau đi, hàng sale nó tùm lum giá hết á. Kèm giá tiền đi nếu mọi người không muốn lộn giá. Rồi áo dạ quang đen, áo đen dạ quang 50. Áo đen dạ quang 50.000. Quần 80.000 size L, quần này là bán 140 á, 80.000 size M. 80.000 size M cho em. 80.000 size M. Chốt hàng không cho số điện thoại, không cho địa chỉ, người ta không thấy, không đọc tên là đúng rồi, còn rồi lên đây kêu là chốt hàng có được đâu. Mọi người phải cho số điện thoại, mọi người nhìn thấy cái ghim không? Nhìn thấy cái ghim thì hãy mua hàng, còn không nhìn thấy cái ghim thì thôi đừng có mua. Em đã ghim rất là rõ, khách mới cho số điện thoại kèm địa chỉ. Ghi rất là rõ rồi. Áo đen giả quang của Hà Nguyễn. Quần 80 của chị Đặng Đào. Rồi áo baby 50.000 cho em, áo 50.000 mọi người. Ai lấy áo 50 cho em là áo 50. Áo 50 cho em. Rồi cái này set thể thao 99.000, còn một màu xám ghi siêu đẹp luôn. Cái quần màu xám ghi là cái quần màu em thích nhất luôn mọi người. Rồi chốt giùm em nhá, set thể thao 99.000 cho em. Alo. Set 99.000. Rồi cái này là áo kèm con gấu chung bán giá xưa giờ là 230 này mọi người. Cũng sale lỗ mọi người 130 luôn nha. Áo gấu còn hai cái à. Cái này cũng khách á. Nè, 225.000. Đây còn giá đây chúng không có nói deal đâu nha. Sale lỗ mới chỉ 120 luôn. 120 set áo con gấu hàng mắc nha mọi người. Cái này trên thị trường đang rất là hot luôn. Sale 120. Ai lấy cái gì thì mọi người lấy. Áo trắng baby doll 80 hết lâu rồi em ơi. Rồi cái áo lúc tối chung mặc xanh chuối á, nó còn màu trắng này mọi người. Áo này màu xanh chuối mà còn màu trắng này. Cái áo xanh chuối lúc sáng bỏ trên bàn là bỏ vào cho khách chơi rồi. Áo gấu của Ngô Thanh Thúy. Áo gấu của Yến Nhi.
Rồi cái này áo trắng cho em 70. Áo trắng 70.000 cho em. Trắng 70. Rồi chốt giùm em là đầm đen cho em nha mọi người nhá, đầm đen. Cái này em sale nhanh cho mọi người, siêu siêu rẻ luôn. Đầm đen cho em. Ai lấy đầm đen chung sale nhanh cho mọi người 80. Đầm đen 80. Nè, giá lúc đầu là 145, sau xả xuống còn 115, giờ sale còn 80 luôn. Đầm dập ly á. Áo trắng của Thúy Phượng Linh Tây. Hết. Rồi áo dây cột ở đằng sau giúp em nè mọi người. Áo dây. Áo dây đen ở đằng sau, cột ở đằng sau cho em. Cái áo này thì quá quen thuộc với mọi người đúng không? 70. Áo đen 70. Rồi cái này chốt giúp em là áo loan cho em. Áo loan 40. À lỗ. À đúng rồi, 40.000, xe lỗ luôn đi. Phía sau chị Trần Trân. Áo loan 40 của Mỹ An. Rồi cái này em còn đúng 3 màu, 2 cái hồng. Cái này ghi cho em là hồng sen. Còn cái này là ghi là hồng đậm cho em đi. Hồng sen với hồng đậm nó khác mọi người, với một cái trắng. Em xả lỗ có 50.000 nè. Rồi ai lấy cho giúp em cái này là hồng đậm. Cái này là ghi em là hồng sen nha mọi người nhá. Với cái này là màu trắng 50.000 cái. Ai lấy cho giúp em áo comment đúng màu cho em nha mọi người. Hồng sen, hồng đậm với lại là màu trắng. Rồi set thể thao xám cho em. Set thể thao xám. Đây, cái này em sale cho mọi người 90. Ai lấy giúp em là set thể thao xám 90. Set thể thao xám 90. Đưa cái hàng bên kia qua đi em ơi. À 40 em hết. Chốt hàng như thế này là em offline mọi người. Em có công việc đưa con em đi khám nữa. Offline thì mọi người ấy, chốt hàng luôn đi. Em cho chốt hàng luôn á. Chứ có mọi người có lửa đâu mà dồn thêm chi. Xám của Trường Giang. Mọi người có lửa thêm đâu. Thiệt á. Em ngồi đây ấy, con em đang bệnh ở nhà kìa. Set thể thao set đen 130. Set đen 130. Ai lấy set đen cho giùm em là set đen. Cái này dung xe lúc này có 130 thôi. Cái gì như thế nào để biết đường này. Rồi cái này là set ruốc cho em. Set ruốc. Set ruốc cho em. Set ngủ ruốc em sale 119.000. Có set à. Set ngủ ruốc 119.000 cho em. Áo 110 còn cái màu đen duy nhất. Áo 110 màu đen. 130 mà sale còn 110 á, màu đen. Áo 110. Không mua mấy chị có mua đâu, cứ ngồi đây nhìn nhau giống như kiểu lợi á, không có like được rồi mấy chị ơi, thiệt á. 200 người coi mà không ai mua hàng hết. Không phải bị ẩn đâu mọi người, đừng có đổ thừa cho ẩn. Cho mấy chị comment đâu có ấy đâu, đâu có mã số điện thoại đâu. Ủa ruốc của Linh Tây đi cọc luôn nè. Không là em tắt like á.
đã like cho nhân viên chốt đơn luôn. Rồi set đỏ cho em. Set đỏ. Ai lấy set đỏ chốt giùm em là set đỏ. Cái này Dung share cho mọi người set đỏ trên like. Set đỏ này em share cho mọi người ở trên like là 119.000 luôn. Set đỏ 119.000. Muốn thương mọi người cho mọi người đủ đơn mọi người dồn để đi hàng. Mọi người có ai lựa thêm đâu mà để đơn cho mọi người. Không có ai chịu lựa thêm cái gì hết á. Ngồi like 10 mẫu bán được 2 mẫu hàng xả không à. Set đỏ kim ngọc. Nè cái đầm lúc tối em mặc này. Đầm giả 135.000. Đầm lúc tối em mặc còn cái này. Đầu like á 135 có cái gì nhất. Có cái màu đỏ này. Đầm giả kim ngọc rồi còn cái màu đỏ. Còn cái màu đỏ mặc Noel. Ai lấy đỏ thì chốt giùm em là đỏ nha. Á đầu nó sưng vù mặt lên luôn kìa. Sưng lại rồi. Rồi cái này chốt giùm em là đầm đỏ. 2 dây đầm giả đỏ nha. Ghi là đầm giả đỏ cho em. Ghi chữ giả đỏ với mọi người nhé. Giả đỏ của bữa cái màu đó hết đầu tiên luôn á. 20 cái màu đó mà hết sạch. Rồi sót lại của khách không nghe máy thôi. Rồi sơ mi ong cho em. Sơ mi ong em sale lỗ cho mọi người 90. 90 sơ mi ong. Rồi cái set này là quá thần thánh với mọi người rồi. Set này nhìn qua là biết hàng gì luôn. Hàng mắc tiền 280-290. Set này em sale 140 luôn nha. Set 140. Ai lấy cho em là set đen 140. Giả đỏ của Hiếu Cherry. Nhìn cái set là mọi người biết set hàng mắc thôi. Set đen. Phương Thảo hôm qua với sáng chiều có ai gọi không? Xả đơn rồi em, chắc gọi điện không nghe máy. Không có vụ không gọi, không gọi điện đâu mọi người ơi. Set đen của Phương Neo. Rồi đầm nơ màu hồng. Xe 129 luôn. À, cái đầm nơ này siêu xịn. Em không nỡ lòng nào em xem cái đầm nơ này luôn mọi người bạn. Tại vì nó đang rất là hot. Vải của nó vải tắc ta rất là xịn luôn. Bao hot ở trên thị trường luôn á. Xe 130. Set đen 140 là set nào hết rồi mấy chị ơi. Ê cái set đen đó ở trong còn không ta? Em không bởi là chị mặc màu trắng hay màu đen nhỉ? Mặc màu nào là hết màu đó chỉ còn một màu kia thôi. Bữa em mua đầm đen nơ đi 215. Nó đang hot mà. Nhà Dung bên nhà Dung bán có 145 hay bao nhiêu, giờ Dung xả còn 130. Rồi cái này là đầm Noel, mọi người nhìn thấy cái mã này nó hot ở trên thị trường không? Rất là hot và giá không bao giờ dưới 350 hết á. Nhà Dung bán cũng có 180 à. Nay để mọi người 150 luôn nha. Có cái đầm duy nhất Noel thôi đó mọi người đằng sau này. Siêu đỉnh luôn. Về gài nút cho em nha. Rồi đầm nhung đỏ 150, đầm nhung đỏ 150, đầm nhung mặc không có bán. À set nhung mặc không có bán. Đầm nhung đó đúng mắc luôn mọi người. Mà đang hot ơi là hot luôn. Rồi đầm baby doll hàng cao cấp sale 99.000 luôn. Đầm baby doll hàng cao cấp sale 99.000. Ai lấy đầm baby doll này chốt giùm em là đầm baby doll hàng tắt ta mọi người siêu đẹp. 99.000. Đầm baby doll 99. Đầm giả lúc nãy còn cái nữa mọi người. Đầm giả còn cái này. Ai lấy đầm giả thì chốt ra đầm giả nha. Đầm giả cho em. Ai lấy đầm giả còn cái này. Đầm giả 135. Rồi cái set sơ mi gài cái nút lại chị.
quần ngố size L em sale 100.000 luôn, quần ngố L 100.000 nè. Quần này quần mắc mọi người, những cái hàng cho em này đúng xịn luôn. Quần ngố L 100.000. Quần ngố L 100. Áo đen 50. Áo đen 50.000. Ủa em mặc không bán. Rồi quần tây cho em 80. Chó trời. Quần tây 80.000. Ai lấy quần tây thì cho em là quần tây 80. Size L. Ngố L của Giang Kim Lý. Đen 50 của Yến Nhi. Áo này em sale mọi người 70 luôn nha. 101 á. Sale 70. Áo dạ quang con gấu 70.000. Dạ quang con gấu 70. Áo ông 90.000. Áo sơ mi ông 90. Quần tây 80 của Như Khánh. Rồi cái này ai lấy chốt giùm em nha. Áo ông 90. Áo gấu 70 của Linh Nhi. Áo xích 60.000. Áo này siêu đẹp luôn. Áo nu xích 60. Rồi cái này là sơ mi chữ cho em 99.000 đưa cục sạc đem. Áo ơi, đem cục sạc trong phòng đi em ơi. Lan anh sơ mi ông. Ông gấu em hết. Áo xích của Linh Nhi. Sạc sơ mi trắng cho em 99.140 á. Xe 99 thôi. Đầm giả còn một cái màu sọc đen này 135 cho mấy chị nhìn này. Má màu này là siêu đỉnh luôn á. Giả sọc đen 135. Rồi cái set đen này nè mọi người. Set đen này là hàng của Thiên Kim luôn á. Siêu xịn luôn. Set đen 155.000. Xe 130 có set duy nhất à. Sơ mi này về rút hai bên á. Set em đã mặc cho mấy chị nhiều lắm rồi. Có set duy nhất hàng xịn. Đúng bao xịn luôn nha mọi người nhá. Set sơ mi cho em 130. Sơ mi trắng của chị Phương Neo. Này set đó còn hai set màu đen. Má vải đúng bao hàng, hàng mắc 200 mấy luôn á. Xe còn có 130. Khoảng cân. Rồi, chốt giùm em là set ngủ 119.000, sơ mi đen của Chi Nguyễn, Nguyễn Chi. Rồi cái này set môn cho em 119.000. Set môn 119.000. Cái này đẹp. Set môn 119. Đầm đen nào ta? Rồi áo 50. Áo 50. Đầm giả hả chị? Áo 50, áo xanh 50. Đầm giả bao nhiêu ký cũng được. Chốt hàng lên số thoại địa chỉ với chị ơi. Mở mắt to nhìn cái ghim hộ em đi. Đầm cho em, đầm nu. Áo 50 của Phương Neo. Rồi cái này cho em nha mọi người. Cái này là đầm nu 155.000, sale còn 120. Đầm nu hàng mắc á. Sale còn 120. Set dâu màu vàng. Sale 125. Dâu vàng 125.000. Set cho em 125.
vô 125. Xét vô 125. Đầm nu của siêu Nguyễn. Siêu Nguyễn đi cọc, khách mới 5 sản phẩm đấy chị. Cọc số tài khoản như ở dưới hộ em. Xét bèo 107, sale 101. Quần của nó là full nhập ly hàng cao cấp nha mọi người nha. Xếp này lấy xỉ vào đã 140 mấy rồi đó. Đây ai lấy chốt hùm em nha. Xếp bèo cho em, xe 101. Bèo 101 cho em. Sale siêu lỗ luôn. Bèo 101. Đợt trước bán 107 rồi đúng chị. Còn không có hàng bán. Áo trắng 50.000 giống cái áo xanh lúc nãy mà cái này màu trắng. Áo trắng 50. Trắng 50.000. Rồi cái này chốt về là đầm đen. Đầm đen cho em 70. Đầm đen 70.000 cho em. Đen 70.000. Áo 50 màu trắng của Linh Tây. Rồi cái này 50 luôn. Nó dạng, dạng như là áo khoác đó mấy chị. Áo trắng 50 của Bingu. Một cái. Rồi áo trắng 50 Bingu. Tiếp đồng giá 35.000 toàn quốc. Nhây vậy. Mặc đồ gì nhây vậy. Rồi cái này chốt giùm em nha. Áo. Áo cho em. À lộn, set ngủ chứ. Set ngủ cho em xem 120 luôn. Set bèo của Như Khánh. Ủ xe 120 luôn nhá, không so sánh giá của em nhá, hôm nay sale lỗ hết đó mọi người. Ai gom mua được cái gì thì mọi người mua. Rồi cái này set thể thao 90. Set thể thao 90. Ai? Ừ. Rồi cái này chốt giùm em nha. 90 set thể thao. Set ngủ chị Phương neo. Xét thể thao cho em. Yay. Rồi cái này cho thùm em nha. Xét môn cho em. Xét môn 100.000 luôn. Xét môn cái này đuổi mắc nhất luôn đó mọi người. Đuổi xốp á. 100.000 xét môn. Xét môn 100. Rồi cái này là set nu cho em. Set nu 99.000 luôn. Khéo kẹt tay á con. Set nu 99.000. Set nu 99.000 cho em. Kẹt tay. Set nu 99.000. Set môn của Trinh. Rồi cái này cho em nha. Set. Set màu da, màu, set màu nu ở chân váy. Cái này size S cho mọi người. Em sale 101 luôn nè. Cái này size S 101. Set chân váy 101 size S. Môn em hết rồi mọi người ơi. Set nu là set gì ta? Set nu của chị Nguyễn Chi. Set thể thao 90 của bé Lũng. Rồi cái này cho em nha. Áo cho em 70. Áo này hàng xịn đó mọi người, 130 lận đó. Sale 70, sơ mi 70. À, bao bao đẹp luôn. Sơ mi 70. Sơ mi 70. Ok chị Chi nha. Cảm ơn chị Thanh Thúy.
Rồi cái này áo tay phong này em xả có 60.000 nè. Vải siêu đẹp. 60. Ai lấy giúp em là áo 60. Rồi quần cho em size L 140. Ai mặc đồ cho đậu chế bo trên sơ mi gì đâu. Thì rồi ai lấy cho giúp em nha. Rồi cái này cho giúp em nha, quần L cho em. Đỗ ơi, quần con à, đâu con đau ở đâu vậy? Đâu con đau ở đâu? Đợi mẹ xíu, tí nữa mẹ chở đi khám nha. Nha. Hãy có Thủy đi, tí nữa mẹ chở đi khám. Rồi ai đây cho giúp em nha, quần L cho em size 140. Quần một đâu trời. Quần 140 cho Đặng Ly. Đưa chị cái này lên đây đi em ơi. Quần đó. Thế là mọi người có một cái à. Hết rồi. Rồi đầm 80. Đầm 80 cho em. Ai đấy đầm 80 cho em là đầm 80. Đầm 80. Ao ơi bưng cái quần trong á chị sale đi ao. Quần này để lại đi. Ừ. Rồi đầm nơ 80.000. Cái đầm nơ hàng xịt đó mọi người. 80. Nơ 80 cho em. Nơ 80. Cái này là cái áo sơ mi. Sơ mi bell á. Sang ở ngoài có cái này nha mọi người nha. Nó là giống như là áo ghi lê á. Nó là kiểu vậy á. Mọi người về từ phối nha. Xe cho mọi người 60. Áo sơ mi 60. Sơ mi 60 cho em. Sơ mi 60. Quần sọt size L. Còn mũi size lớn thôi mọi người ơi. Size 90 luôn. Còn mũi size lớn à. Size lớn thì em mới xả lũ vậy á. Có một cái size mòn. Quần sọt 90 size L sơ mi 60 của Ngân Lê. Này cái quần này em còn đúng mỗi một cái size M, còn lại là size L. Này size L nhưng mà form nó nhỏ nha. Form tầm 50-55kg đổ lại mang vừa thôi. Còn size M là 48kg đổ lại. Size 90. Ai lấy chốt giùm em nha. Quần má quần từ 140 size xuống tiếp một phát 90 luôn. M của Phương Phạm, Đặng Ly L. Rồi quần này quần dài á mọi người. Quần dài 3 nút như thế này luôn, size 140 luôn, size M. Size M dài size M. Quần L Tuyết Nguyễn. Quỳnh Trúc còn M không em ơi? Quỳnh Trúc M. L chị Châu Ngọc. Rồi còn cái M thôi mọi người ơi, còn cái M. Còn hôm qua ống nặng còn á, còn nó lại sưng lại tiếp. Lúc nào mà nó còn hết nặng hết mà còn cái lỗ thôi, lúc đó mới là hết. Quần 140 size M thôi mọi người. Size M nhưng mà 58kg đổ lại mang vừa thoải mái luôn. M với L mặc chung size nha mọi người nhá. Này quần mọi người những cái màu rồi biết hàng siêu xịn này. Quần 140 cho em. Nó đẹp quá. Trời ơi mọi người những cái form quần này. Nó đẹp xỉu luôn á, 140. Đi 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 đi.
Ok em, đẳng ly còn 140. Còn mỗi M thôi mọi người ạ. 458 cái rồi lại mang vừa nhá. Ai mà dưới 58 là thoải mái cho em luôn. Ngọc Huyền một cái. Xe 140 ai lấy thì lấy mọi người ơi. Rồi cái này xe 130L luôn. Nhà còn mỗi L không ạ. Đen 130 size L. Đen 130 size M. Tố Linh đem tới lại địa chỉ nè. Cái này là màu đen đó mọi người. L 130. Đen L 130 cho em. Đen L. Ừ trời, nó ra bệnh viện lớn. Sao nó sưng lên ghê mà. L của Đặng Ly. Mọi người chốt hàng cho số điện thoại địa chỉ đi mọi người ơi. L của Như Khánh. Ngọc Huyền này có M 140 là cái màu xanh đấy nha. Hả? M 140 là cái màu xanh nhá. Đây đây chị đây. Còn một cái size S. Còn một cái size S cho mọi người. Còn một cái đen size S. Ghi đen size S đi. Còn có một cái xe bằng nhau luôn, 130 luôn. Đen size S 130 có một cái duy nhất à. Đen size S. Em là size S thì ghi là size S. Cái này ghi chỉ chữ. Không đai 108 còn M với L thôi mọi người ơi. S đen của Diên Kim. Rồi cái này cho em nhá, không đai size M với L 108. À có một cái size S. Có một cái size S thì mọi người. Vậy là còn đủ size S, M, L nhưng mà còn L nhiều, S với M còn mẫu cái à. Hết size cơ. Nè cái này là không đai á, quần không đai 108. Con này bán hết size chứ mọi người. Lòi ra đâu cái màu xanh được có 4-5 cái. Quần dài chính tóc đâu ra. Ai lấy cho mình em không đai size L. SML còn đủ á. SML còn đủ luôn đó mọi người. Ừ không phải quần chính tóc đâu. Rồi quần này là nó còn mũi size M với size L. Không đai M thanh vỏ. Cái này Dung nói trước là nó bấm lột đó mọi người. Cái này nó chỉ là một size S thôi. Cái này nó chỉ là một size S thôi nha mọi người. Không đai size M của Lily. Nè mọi người. Cái này nó chỉ là size S thôi. Ở ngoài nó bấm ghim là size M với size L. Nhưng mà nó còn đúng. Cái này là size S. Size S với mặt vừa cho mấy chị nha, nói trước rồi đó. Ngoài nó ghi là size M nhưng mà cái này tầm khoảng chừng 47 kg đổ xuống mới mặc vừa thôi. Tại vì form của nó mọi người nhìn trên làng thấy nhỏ không? Nên là nó bấm lột size á. Em xài mọi người 130 luôn. Cái này quần là 180 bằng quần không đai luôn á. Tại quần này cái khuy của nó rất là mắc. Nên là Dung để mọi người 130 luôn. Còn đúng mỗi size S thôi nha. Ai lấy quần size S thì comment là size S. Đừng về để ý đằng sau này nha mọi người. Để đằng sau này mặc của nó là mặc size M á. Chứ còn đúng mỗi size S. Size S của Linh Nhi. Không đai size 18. Thanh vỏ có rồi mà chị. Còn cái đó còn mỗi size S thôi. Ai lấy size S thì mọi người chốt. Chứ không còn size M, không còn size L gì hết ạ. Linh Tây size S. Kim Thanh size S. 130 à. Rồi cái này là ngố cho em. Ngố còn hai cái size L, size 101 luôn. Ngố này là xịn gấp 3, ngố em bán 140 thường luôn á. Ngố này em vừa bán 150. Đen size S của Thơ Hoài Nguyễn. Ủa Diên Kim có đen size S chưa ta?
em sẽ. Uyên Uyên nãy giờ chị không có thấy em. Thấy em là trả lời liền không thấy. Rồi ngố cho em, sale 101 cho em. Ngố này em mượn 150 lận. Ngố L, Tuyết Nguyễn một cái. Ngố L của Bùi Thị Mộng Kiều. Hết. Rồi chân váy size L cho em, sale 101 luôn. Cái này tầm M mặc được mọi người ơi, form nó nhỏ. Chân váy chốt hôm em là chân váy size L 101. Chân váy L 101. Hết ngố rồi mọi người. Không. Rồi cái này mới là ngố 3 nút cho em, ngố 3 nút size L 101 luôn. Còn đúng mũi L mà, lâu lâu nó mới có được cái size S, size M đó mọi người. Ngố L cho em 3 nút nha, size L 101. Còn jean 140 size M còn không chế hết rồi. Ngố hết rồi mọi người, ngố kia hết rồi. 60kg chị mặc size L, 60kg mặc size L á. Rồi cái này, cái quần này hàng mắc nha mọi người. Mà còn đúng size S luôn, size 150 luôn. Ngố L Ngọc Trần. Rồi cái này là size S, size 150 luôn, có một cái à. Size S 150. Size S 150. S150. Dài 3 nút. Cái quần này đẹp lắm luôn á. Nè mọi người nhìn cái form quần này. S của Hoàng Thị Thúy Hằng. Đây mọi người. Nè cái quần này ngố mọi người cũng thấy là Dung bán. Dung bán sale đã là 135 rồi đó. Cái này để mọi người quần dài còn đúng mỗi L thôi, 140 luôn. Này, mọi người thấy Dung sale quần ngố đã là 135 rồi. Nó có quần ngố nữa nhưng mà hết sạch rồi. Hôm bữa để 135 khách lấy hết rồi. Còn đúng mũi L thôi. Mặc này mặc hàng mắc luôn. Sale 140 cho mọi người nhá. Còn mũi L thôi. L mọi người không ấy thì mọi người về chiết nè. Tại vì ở bên đây nó có đường chiết hết đó mọi người. Chiết vào. Dài L cho em 140. Dài L nha mọi người nhá, ghi dài L rõ cho em đi. 140 Ngọc Trần một cái, Nguyễn Phương một cái, Nga Cao với Hân Gia lên địa chỉ đi em ơi. Lên thêm cái địa chỉ số điện thoại đi, Như Khánh dài L. Nai Nhung lên địa chỉ, Bùi Thị Mộng Kiều ơi. Hả? Con vào lấy xúc xích ăn đi, xúc xích hiện đông tủ lạnh. Giá L Phương Thảo. Còn không? Nai Nhung. Giá sang L rồi hết. À đây 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 đây. Còn mà. Còn ai lấy được chốt giùm em nha. Phương Thảo có chưa ta? Phương Thảo có chưa? Có phiếu Phương Thảo chưa? Loan Baby một cái. Nga Cao dồn đơn với cùng Vương Lan Ngọc. Cái quần này này. Vậy là hết chưa? Bùi Thị Mộng Kiều có mà. Có mà có mà. Còn cái mọi người. À ơi con quần tiếp ra đi em ơi. À đây. Mã này. Cái này là dài đen. Comment rõ. Ok chị Nai Nhung nha. Còn cái đúng không em? Còn cái màu xanh không? Hết hả? Rồi y chang như vậy mà màu đen này mọi người. Y chang như vậy mà màu đen thôi. Ai lấy thêm màu đen thì mọi người ghi là màu đen nha. Đen cho em. Cái này ai lấy màu đen thì mọi người ghi là màu đen. Y chang luôn, màu đen cũng còn size L luôn. Mới xả lỗ cho mọi người như vậy á. Đen L cho em. Nga Cao cái quần đó hết mất tiêu rồi chị ơi. Cuối cùng em tưởng còn á. Hết sạch mất tiêu rồi.